Phương xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Những vấn đề của chúng ta ngày thứ Sáu 24 tháng 10 năm 2014. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay Bích Phượng xin được tiếp tục giới thiệu phần 2 của cuộc phỏng vấn tìm hiểu về hồi ký của bà Ngô Đình Nhu qua phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ do Phạm Bá Hân thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chúng tôi xin tiếp cái phần 2 của buổi phỏng vấn của chúng tôi với ông Trần Phong Vũ. Và trong cái phần này, đây là cái điểm mà chắc rất nhiều quý vị đang quan tâm, đó là cái cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Nhu. Thưa anh, về cái cuốn hồi ký chiếm hết phần nửa của cuốn sách này, thì xin anh giúp cho biết về những cái điểm chính yếu của cái cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Nhu ạ. Vâng, dạ thưa anh và thưa quý khán thính giả, tôi cũng xin nói ngay cái tiêu đề của một cuốn hồi ký là Le Caillou Blanc, tức là hòn viên sỏi trắng. Cái này chắc chúng tôi cũng đã có dịp để bàn bạc về cái tiêu đề này. Thế thì tác giả Ngô Đình Quỳnh đã có dụng tâm đưa cái hồi ký của thân mẫu của ông vào trong tác phẩm, bởi vì ngoài những cái suy nghĩ siêu nhiên của bà mang cái tính cách tâm linh, thì trong đó bà là một chứng nhân của cái thời của 9 năm dưới chế độ đệ nhất Cộng hòa, và cũng là một trong những cái nạn nhân, bởi vì chồng bà đã bị thảm sát cùng với lại bào huynh của ông là Tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi những diễn biến như thế nào trước và sau đó. Thành ra khi đưa vào trong này là tác giả có một cái dụng ý để bổ sung cho một số những cái điều mà ông trình bày trong mấy chương ở phần đầu tác phẩm. Một cái chi tiết khá đặc biệt đó là cái cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Nhu đó đã khởi đầu một cách rất là trang trọng, mà mang một cái ý hướng khá đặc biệt, nặng về mặt tâm linh, nặng về mặt của một cái người tín hữu thuần thành của Công giáo. Tôi xin tạm dịch ở đây, bà có đưa ra hai cái lời ở trong thánh kinh: ai có tai thì nghe, ai có tai thì hãy nghe lời Thánh Thần Thiên Chúa nói với các giáo hội, nói với giáo hội của Ngài. Kẻ thắng, ta sẽ ban cho mana được giấu kín, ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng. Trên viên sỏi đó khắc một tên mới, chẳng ai biết được tên ấy ngoài kẻ lãnh nhận cái viên sỏi. Rồi thì sau đó bà lại thêm một cái lời của Thánh Luca: ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Cái chi tiết này dưới mắt của tôi rất quan trọng anh. Là bởi vì bà ấy muốn gửi một cái tín điệp, một cái sứ điệp của bà ấy vào trong cái hồi ký. Trong đó bà ấy có những đầy những cái suy tư của mình về con người qua một cái nhãn quan của một người có niềm tin sâu xa. Mà cái chỗ này tôi cũng muốn mở dầu ngọc để bàn với anh và thưa cùng khán giả ngoài kia: bà là cái người đạo theo, lấy ông Ngô Đình Nhu bà mới theo đạo, mà lại là một người trí thức, một người mà nếu mà chỉ nhìn bề ngoài không, qua những cái phản ứng của bà, qua những cái thái độ của bà, mà đôi khi người ta đã có dùng những từ ngữ rất là sắc để mà no gọi bà. Thí dụ như là một tác giả người Mỹ đã viết một cái cuốn sách gọi là Dragon Lady, tức là một cái từ mà nếu mà dịch cho đúng là rồng cái. Là rồng cái là một cái từ để mà chỉ một cái người đàn bà dữ dằn, một cái người đàn bà mà có bản lãnh nhưng mà đồng thời nghĩa là chẳng coi thế nào ra gì cả. Thế thì trong cái cuộc phỏng vấn năm 82 đó, cái đoạn mà hỏi về cái bài là Dragon Lady đó, thì bài trả lời rất là hay. Thì cái chỗ đó mình hãy tạm bỏ qua một bên. Tôi chỉ muốn nói rằng khi mà trích hai đoạn thánh kinh vào đây để trang trọng trên một cái trên phần đầu của cái hồi ký đó, thì bà ấy muốn gửi vào trong đó tất cả những suy tư của bà để mà chuẩn bị cho cái người đọc cái hồi ký của bà, để hiểu rằng đây là suy tư của một người mà đã bước vào cái giai đoạn chót của cuộc đời,
sau một cái thời gian dài sôi nổi dính vào chính trường rồi thì tạo ra rất nhiều những cái điều tiếng mà có thể là gây ra những cái chống đối không những ở trong nước mà cả ngoại quốc, qua rất nhiều, qua báo chí Mỹ rồi qua các báo chí của Âu Châu. Bởi vì cái đối tượng mà bà ấy nhắm tới ở trong hồi ký này cũng như trong rất nhiều lần lên tiếng, bà ấy gom tất cả thực dân, đế quốc và cộng sản là ba cái khối lực đã làm tan biến đi cái hy vọng của nhân dân Việt Nam, bởi vì đã xóa đi nền lợi ích Cộng Hòa, đã giết đi một cái con người mà đáng lẽ ra nếu mà còn sống, nếu mà chế độ đó còn tiếp tục thì Việt Nam ngày nay không có, không như thế này nữa. Bà có kể qua về cái giai đoạn niên thiếu của bà, thời niên thiếu của bà sinh ra trong một cái gia đình như thế nào, và bà cũng có những cái điều bất mãn đối với lại cha mẹ, là bởi vì sau khi sinh hai người con đến sau thì đã sinh người con thứ nhất là con gái, để sinh em bà ấy cũng là con gái, thì có lẽ là vì cái truyền thống nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô, thành ra cái quan niệm đó làm cho bà ấy bị coi thường, coi nhẹ lắm. Cho đến khi sinh người con trai thì bà ấy càng bị coi nhẹ nữa. Và sau đó thì đến năm 17 tuổi bà ấy gặp ông Ngô Đình Nhu, trong cái hoàn cảnh khá đặc biệt bà ấy kể lại ở đây. Rồi hai người thương nhau, lấy nhau, lập gia đình với nhau, và chính Tổng thống Ngô Đình Diệm là người đứng ra chủ hôn đến hỏi bà cho Ngô Đình Nhu. Rồi sau đó hai người sống với nhau, nhưng mà giai đoạn đầu cũng là nếu mà đứng trên cái nhìn về một cái cặp hôn nhân còn trẻ tuổi như thế thì cũng có những cái điều chắc bà cũng bất như ý, là bởi vì ông Ngô Đình Nhu lúc nhiều ông sau này bà mới hiểu là ông ham mê chính trị, ông yêu mến cái đất nước của ông ấy, và ông ấy muốn dùng cái tài học của ông ấy mà ông thâu thập được từ bên Pháp sau bao nhiêu năm học hành đã để ông có thể lo cho đất nước. Nhất là lúc bây giờ thì Tổng thống Ngô Đình Diệm có lúc đã bị bắt giam, bị Hồ Chí Minh bắt giam. Thế rồi thì trước đó là ông Ngô Đình Khôi bị giết, thành ra ông Ngô Đình Nhu phải trốn chui trốn nhũi, rồi gặp gỡ bạn bè trao đổi những chuyện này chuyện kia. Thành ra hai người có một thời gian gặp nhau rất ít, mặc dù lúc giờ con cái đã sanh ra một hai đứa rồi. Để cho đến về sau này khi mà đến năm 54 thì lúc bây giờ bà mới kể lại được gặp gỡ mà vào trong dinh rồi thì bà ấy thấy như thế nào. Bà cũng kể lại tất cả những cái giai đoạn mà bà ấy làm lập cái phong trào phụ nữ liên đới. Thế rồi bà ấy cũng có làm cái đạo luật về gia đình để mà bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, đánh tan đi tất cả cái quan niệm mà chồng chúa vợ tôi của một cái xã hội lạc hậu từ bao nhiêu đời. Chúng tôi chỉ xin được tóm lọt tắt một cách gọn như vậy mà thôi. Dạ. Thưa anh, nãy anh có nói là bà ấy đặt cái tựa của cái hồi ký của bà ấy là Viên Sỏi Trắng, thì theo ý anh thì tại sao mà bà đặt cái tên như vậy? Thì Viên Sỏi Trắng, chúng ta chỉ cần nghĩ tới một cái viên sỏi thì nó như thế nào thôi. Cái viên sỏi mà chúng ta đi trên biển, chúng ta gặp thấy nó trơ trọi lắm, nó khô cứng lắm, nó cô đơn lắm. Thế thì tôi muốn trước cái hình ảnh đầu tiên mà tôi nghĩ là bà ấy đặt đặt tên cái viên sỏi đó, là bà ấy để cho người ta hình dung ra một cái người phụ nữ có thể nói trên một mặt nào đó, nếu mà đi sâu vào cuộc đời của bà, quan sát nhiều những góc cạnh khác nhau, những cái lần bà ấy tâm sự trong những dịp này dịp khác đó, thì ta thấy đúng là bà ấy cô đơn thật. Đấy. Sống giữa một cái xã hội đó mà tâm hồn thì lại cái tâm và cái hiểu biết thì lại là cái hiểu biết của một con người vượt thời đại, vì vậy cho nên bà ấy sống cô đơn. Cái hình ảnh của viên sỏi trước hết nó có nghĩ như vậy, mà lại viên sỏi trắng đó. Có lẽ đây cũng là cái tâm tư của bà ấy sau khi mà đã thấm nhiễm cái giáo thuyết Công giáo mà bà ấy đã được nhận ngay khi lấy ông Ngô Đình Nhu, thì có lẽ lúc bây giờ chỉ vì lấy chồng mà bà ấy cải đạo. Nhưng mà sau này, nhất là khi mà chồng bị giết, anh chồng bị giết trong một cái hoàn cảnh bi thảm như thế, mà vào cái lúc quyền ở một cái vị trí quyền uy như thế, bỗng dưng có đấy và rồi mất đấy, không còn gì nữa cả. Và bà ấy bắt đầu bà ấy suy nghiệm, và tâm tình bà ấy bắt đầu hướng thượng, tâm tình của bà ấy bắt đầu là rũ bỏ được tất cả những cái gì là bụi bặm mà trong cuộc đời, không quên tất cả mọi thứ. Và vì thế cho nên chúng ta lại phải đọc lại hai cái câu thánh kinh bà ấy ghi trên đầu đó để cảm nghiệm ra được một cái tâm hồn trong suốt
một cái thái độ, một cái tâm tình thật là đặc biệt của một cái người đàn bà hết lòng với chồng với con. Tôi nói cái từ này không phải là tôi nói tôi dự suy diễn, mà tôi lại nhớ tới cái cuộc phỏng vấn của một số ký giả Mỹ vào năm 1982 đó, khi hỏi bà ấy rằng là về cái chuyện mà bà đóng những cái vai trò lúc bây giờ với cái tư cách như là với cái kiểu mà người ta đã nói bà ấy, nghĩa là hống hách rồi thế này thế kia, kể cả những cái lời bà ấy nói mà người ta đã suy diễn cho rằng bà ấy coi thường một số những tăng sĩ của Phật giáo. Nhưng mà bà ấy xác định rõ ràng cái trường hợp cái chết của Thượng Hòa Thượng Thích Quảng Đức hay một vài người đó, dưới mắt bà ấy, theo cái sự suy đoán của bà ấy, nó có những cái suy nghĩ để bà ấy có cái, nó đưa ra những cái nhận thức, nó có tính cách thông tục mà có thể nhiều người hiểu lầm. Nhưng mà bà ấy là cái con người đi trước thời đại, bà ấy là một con người thẳng thắn, và vì thế bà ấy nói cái điều như vậy. Nhưng mà thật sự con người đó là con người của gia đình. Bà ấy nói rằng nếu Thượng Đế không quẳng tôi vào một cái đấu trường giống như là quẳng một con mèo vào trước một cái bầy sói đó, thì tôi sẽ là một cái người đàn bà ở trong gia đình. Cho nên chồng tôi có lý lắm. Chồng tôi đã có lần nói cả với ông anh của ông ấy là Tổng thống Ngô Đình Diệm rằng anh ấy, đáng lẽ anh phải đi tu. Còn quay sang tôi, ông nói rằng em có nhiệm vụ ở nhà để khâu vá, làm bếp và nuôi con. Tôi thấy chồng tôi đã đánh giá tôi rất đúng, bởi vì tôi nếu mà không có những cái đưa đẩy của thời cuộc thì tôi sẽ là một người đàn bà ở trong gia đình chỉ biết lo cho chồng, cho con, lo những chuyện gia đình mà thôi. Thì đấy là những cái chi tiết mà tôi có thể nói để mà thưa cùng quý khán giả ngoài kia cũng như anh để mà thấy được cái con người đó như thế nào. Và bà ấy đã gửi gắm vào trong cái viên sỏi trắng đó những cái suy tư gì và những cái gửi gắm gì. Đó là một cái mẫu người đàn bà vượt thời gian, sống giữa một cái xã hội bon chen mà mình thật sự không phải là cái con người muốn bon chen, thành ra cô đơn trọn cả cuộc đời. Thì ý tưởng đại khái nó như thế thôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi tạm ngưng phần đầu cuộc phỏng vấn ông Trần Phong Vũ về hồi ký của bà Ngô Đình Nhu. Kính mời quý vị xem tiếp và kỳ phát hình tới. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục cuộc phỏng vấn ông Trần Phong Vũ về hồi ký của bà Ngô Đình Nhu. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa anh, bà năm 39 tuổi, chồng của bà tức là ông Ngô Đình Nhu, rồi anh của chồng tức là Tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi người em nữa là ông Ngô Đình Cẩn, là một cả một cái gia đình tan nát như vậy, rồi bà âm thầm chịu đựng suốt 47 năm. Thưa anh, trong hồi ký đó bà ấy có nói gì oán trách gì đến cái người mà đã sát hại gia đình bà ấy không ạ? Có cái gì không ạ? Đây là một cái chi tiết khá đặc biệt đấy. Có lẽ chúng ta cũng cần phải nêu bật lên. Thường thường đó, tất cả những cái hồi ký của nhiều người hay là những cái cuốn sách của nhiều người mà phù đệ nhất Cộng Hòa đó, hay là ủng hộ tích cực Tổng thống Ngô Đình Diệm, thường hay quy lỗi cho nhiều người lắm. Nhưng mà bà ấy, sau khi bà đã tìm ra cái đối tượng rồi, cái đối tượng chính đó là cái căn cớ đưa tới cái chuyện mà sụp đổ nền đệ nhất Cộng Hòa, cũng như là đưa tới cái chết thảm khốc của chồng bà ấy, cũng như là của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì bà ấy quên đi những cái tay chân đó có đáng để bài để ý tới. Thành ra tôi để ý trong rất nhiều trường hợp, mà cả trong cái tập này cũng vậy, bà ấy nhấn mạnh rất nhiều tới thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ, và đằng sau đó cái thế lực lớn hơn chính nghĩa là đúng đắn hơn một cái vai chính là cộng sản. Và từ đó bà cho rằng ba cái khối đó để chỉ trích, chứ ít khi mà bà ấy tỏ ý hậm hực đối với những cái cá nhân đã trực tiếp nhúng vào cái cuộc đảo chính đưa tới cái kết quả bi thảm đó. Thưa anh, nếu mà anh cho một điều để mà khán giả có thể biết được ngay là cái ước vọng của bà ấy muốn gửi gắm cái điều gì qua cái cuốn hồi ký này, thì theo anh như thế nào, anh nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ rằng là bà, nhất là sau khi mà tôi đọc được một cái bài viết của ông Trương Phú Thứ vào cái thập niên 80, mình nghĩ tôi nhớ vào năm 1984 thì phải, có dịp sang Pháp được gặp bà ấy trong một cái căn hộ mà do một cái người bạn nào đó đã mua cho bà.
thì được mô tả, cách mô tả của Trương Phú Thứ thì tôi thấy rằng là cái người đàn bà đó vào cái thập niên đầu thập niên 80 đó, tức là cũng còn phải tới 20 mấy năm sau bà mới qua đời. Vâng. Nhưng mà bà ấy đã rũ sạch tất cả những cái gì là tham vọng, là những cái gì thuộc về cái đời sống trần thế rồi. Anh ấy mô tả lại cái đời sống rất là giản dị. Rồi thì khi mà trong cái lúc trao đổi giữa đôi bên thì rõ ràng là bà ấy là con người mà bắt đầu thoát trần, một con người nghĩa là gác bỏ tất cả mọi sự đời rồi để sống với cái tâm linh của mình. Mà tôi được biết cũng qua cái hồi ký đó thì bà ấy nó giống như là một cái người quản gia của một cái nhà sứ vậy. Vâng. Hằng ngày đi ra đó để mà săn sóc, giống như là một cái ông bó vậy. Thay vì là một người đàn ông được gọi là ông bó thì đây bà ấy tự nguyện ra để mà lo những cái chuyện ở nhà thờ vào những cái lúc mà sắp sửa có thánh lễ, hay là sắp sửa có những buổi cầu nguyện, hay là sau đó mọi người ra về thì thu dọn lại cho nó sạch sẽ. Gần như là bà suy gẫm về cuộc đời, thành ra ngay cả những lúc trả lời ký giả Mỹ đó, trong cái cuộc phỏng vấn năm 82 đó, bà ấy nhắc rất nhiều những cái từ ngữ ở trong Thánh Kinh. Bà ấy nhắc rất, bà ấy gợi cho người ta thấy là bà ấy đang có những cái lúc đắm mình vào những cái suy tưởng tôn giáo. Thành ra tôi nghĩ rằng là khi viết cái hồi ký này, bà ấy cũng không hẳn đã nhắm cái chuyện để mà thanh minh, để mà vạch trần ra những cái tội ác của đế quốc, của thực dân, của cộng sản đã đưa cái tình trạng đất nước đến như thế. Không hẳn là bà ấy, với cá nhân của bà ấy. Nhưng mà nếu có một cái tín điệp nào về cái mặt đó đó, thì bà ấy nghĩ tới cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta ngày hôm nay. Và cho đến năm 2011 là cái năm bà qua đời, thì chắc bà cũng đã nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy rất nhiều những cái hiện tượng đau thương ở trên đất nước chúng ta. Và tôi cũng nên nhắc lại một chút, ở trong cái hồi ký này, trong cái phần mà sau biến cố, cái chương thứ 3 nói về cái biến cố mùng 1 tháng 11 đó, thì ông Ngô Đình Quỳnh và cô Ngô Đình Lệ Thủy cũng đã, Lệ Quyên cũng đã nhắc tới một vài cái biến cố liên hệ tới cái sự kiện xảy ra ở bên Campuchia, bên Lào và Việt Nam, để đưa tới một cái kết luận. Và ai cũng không nói rõ, nhưng mà là lúc bây giờ khoảng năm 1976-77 đó, thì toàn cõi Đông Dương là coi như rơi vào tay cộng sản hết. Thì cái đó nó ngầm ý cho người ta hiểu rằng là cái mốc điểm để đưa tới cái thảm trạng đó cho toàn thể Đông Dương, trong đó có Việt Nam chúng ta ấy, là cái sự mất mát một cái nền Cộng Hòa vừa mới son trẻ được 9 năm và đã làm xóa bỏ đi tất cả những cái cơ may. Ở trong này cũng cần phải nhắc lại là trong cái lúc mà xây dựng cái nền Cộng Hòa đó, thì ông Ngô Đình Quỳnh cũng có nhắc tới rất nhiều điểm về nông nghiệp thì như thế nào, về kinh tế nói chung ra sao, về vấn đề học vấn, văn hóa, mọi thứ như thế nào. Tóm tắt rất gọn, rất ngắn, nhưng mà cho chúng ta hình dung được một miền Nam trù phú. Và có nhắc cả tới cái ấp chiến lược do thân phụ của ông đã là một trong những người sáng lập ra. Cái thuyết nhân vị cũng có được đặt, cũng được nhắc tới. Đây là những cái điểm then chốt mà trong lúc trình bày, vì cái lý do thời lượng không cho phép chúng tôi đi sâu vào. Thưa anh, qua cái tuyển tập của anh, của Trần Phong Vũ, anh viết thì anh chú trọng đến người mẹ, và anh viết rất là tuyệt vời về người mẹ. Thì qua cái hồi ký của bà Ngô Đình Nhu này, anh có thấy bà có dáng dấp của người mẹ hay người phụ nữ Việt Nam như trong tuyển tập của anh không ạ? Cái câu hỏi này cũng hay, bởi vì tôi đã có dịp một lần được trả lời một câu hỏi. Tôi xin nói ra đây, chắc anh Hồng Phúc cũng không có buồn, bởi vì chính anh là người phỏng vấn tôi. Anh có nói rằng là có người ta so sánh mà Ngô Đình Nhu đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa với Jacqueline Kennedy là đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Yeah. Mà hai người lại có một cái định mệnh giống nhau, là cùng bị chồng bị chết thảm sát cả. Thế thì anh nghĩ gì và anh so sánh thế nào về hai cái người đàn bà đó?
Thì câu 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 trả lời của tôi này có thể nó cũng ít nhiều nó có nó giải tỏa trả lời được cái điều anh nói. Tôi thấy cái thứ nhất ấy, về nhan sắc ấy, thì tôi thấy rằng là cái sự so sánh đó kể cả về về nhiều phương diện nó đúng, là bởi vì bà Jacqueline cũng mang một cái đẹp Tây phương, bà là người Pháp gốc Pháp, và cái đẹp của bà đã được nhiều người đề cao. Nhìn vào bà Ngô Đình Nhu đó, cho tới cái ngày bà ấy phỏng vấn năm 80, năm 82 đó, vào cái tuổi cũng đã bắt đầu bước vào tuổi xế chiều rồi, nhưng bà vẫn còn đẹp lắm. Như tôi đã nói ban nãy đó, một vài cái chi tiết tôi nói khi mà bà tiết lộ với lại những cái giả Mỹ rằng là đáng lẽ ra đó, nếu được chọn cái vai trò của một người phụ nữ sinh ra để làm gì, thì bà sẽ chọn vai trò của một người vợ, một người mẹ, một người nội trợ ở trong gia đình. Cái câu nói đó tôi cho rằng nó biểu lộ tất cả cái ý muốn của bà, cái khát vọng của bà, và trong cái cung cách xử sự với các con, đối xử với lại các con sau ngày mà ông Ngô Đình Nhu đã chết sống ở xứ người, thì những người kể lại cho tôi hay là tôi nghe được những chuyện này chuyện kia, thì tôi nghĩ rằng là bà là một trong những người đàn bà gương mẫu, nó trái hẳn với những cái điều mà nhiều người đã dựng đứng lên để mà phê phán bà. Tôi cũng lại phải nhắc lại cái câu trả lời của bà với cái giả Mỹ đó. Khi được hỏi về ông Ngô Đình Nhu, nhất là khi mà họ nhấn mạnh thì cái chuyện nói rằng là ông ấy là cái người nghiện hút đó, thì bà ấy, cái nét mặt của bà ấy là cái nét mặt phẫn nộ ra mặt. Bà bảo tôi xin nói thẳng với các ông một điều: chồng tôi bị chết thảm, tôi không cảm thấy bực bội và đau xót cho bằng có kẻ nào bôi nhọ chồng tôi. Và mỗi một lần đề cập tới ông Ngô Đình Nhu là bà ấy đề cập với một cái tư thái của một người kính trọng cái người chồng đó, yêu thương cái người chồng đó và tôn trọng cái người chồng đó, chứ khai trái hẳn với những điều mà người ta viết bậy bạ qua những cái tập sách này sách kia. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái lúc mà chúng tôi cũng như quý khán giả ngoài kia, chúng ta sẽ phải xét lại tất cả những cái gì trong quá khứ, để từ đó chúng ta định lại cái thái độ của mình đối với một cái quá khứ mà có một thời kỳ chúng ta trân trọng. Vâng, rất cảm ơn anh. Kính thưa quý vị khán giả, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi cái phần 3. Ông Trần Phong Vũ sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về những cái bức thư viết tay đặc biệt của ông Ngô Đình Nhu mà lần đầu tiên mới được công bố trong tác phẩm này, nhất là cái lá thư cuối cùng ông Ngô Đình Nhu đã viết 2 tháng trước khi bị thảm sát. Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi. Chúng tôi xin cảm ơn anh Trần Phong Vũ. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chúng tôi. Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo sẽ Quỳnh xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin cho hay về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank đã bị bắt. Thưa quý vị, truyền thông trong nước vào hôm 24 tháng 10 đồng loạt đưa tin về vụ Bộ Công an đã khởi tố vụ án bắt tạm giam để điều tra ông Hà Văn Thắm, là một trong 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, cùng nhiều dự án bất động sản lớn ở khu vực trung tâm tại Hà Nội về hệ thống siêu thị Oceanmart. Ông Hà Văn Thắm, 42 tuổi sống tại Hà Nội, ông tốt nghiệp ngạch thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và bảo vệ tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Ông là người sáng lập ra tập đoàn Ocean Group, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Ocean Bank. Vào chiều 24, ông bị bắt để điều tra về tội vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại điều 179 Bộ luật hình sự. Theo điều tra ban đầu, ông Thắm đã ký các quyết định cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng, tương đương với 25 triệu Mỹ Kim. Việc cho vay này là sai quy định, dẫn đến hậu quả không thể thanh toán số nợ. Theo đó, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh của cá nhân ông Hà Văn Thắm. Để bảo đảm Ngân hàng Ocean Bank hoạt động kinh doanh an toàn, ổn định và đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ chức vụ đối với ông Hà Văn Thắm. Tờ báo Anh The Economist vào hồi đầu năm có nói tới nhân vật Hà Văn Thắm như là một doanh nhân thành đạt có quan hệ với những lãnh đạo cao cấp của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Việt Nam Airlines thua kiện hơn 5 triệu 200 ngàn Âu Kim. Thưa quý vị, tòa phúc thẩm Paris vừa bác kháng cáo của Việt Nam Airlines tuyên y án sơ thẩm buộc phải trả 5 triệu 200 ngàn Âu Kim cho luật sư Maurizio Liberati,
Khoản bồi thường này hiện nay chưa tính tới lãi suất từ tháng 11 năm 2003 cho đến nay. Như vậy thì khoản phải thanh toán của Vietnam Airlines, tức là VNA, chắc chắn lớn hơn con số này vì phải chịu mức lãi suất rất cao. Bên thu kiện là Tổng công ty Hàng không Việt Nam VNA, còn phải trả 10.000 Mỹ Kim, chi phí luật sư cùng với những khoản tiền khác theo quyết định của tòa án. Luật sư tư vấn của VNA cho rằng không nên kháng án lên tòa thượng thẩm vì đây là bản án được phân tích chặt chẽ. Thủ tục chống án mất từ 3 tới 4 năm, chi phí rất là tốn kém, đặc biệt là việc chống án không thể tác động tới quá trình thực thi bản án phúc thẩm. Vụ kiện với luật sư Maurizio Liberati bắt nguồn từ 15 năm trước. Vietnam Airlines ký hợp đồng thuê công ty Falcoma Italy làm đại lý hàng không tại nước này từ tháng 9 năm 1991 đến tháng 12 năm 1992, thì Falcoma thuê ông Maurizio Liberati thực hiện một số công việc với tư cách đại diện cho VNA. Và thưa quý vị, người này sau đó thì kiện ra tòa yêu cầu Falcoma và VNA thanh toán chi phí cho những công việc mà ông đã thực hiện. Vụ việc được tòa án Khoma xét xử cuối năm 1995, nhưng Vietnam Airlines không cử đại diện tham dự, dù trước đó đã được Đại sứ quán Italy tại Việt Nam truyền giấy thông báo về phiên xử. Trước án quyết của tòa án Khoma, thì VNA nhận được yêu cầu phải trả hơn 4 triệu 300 ngàn Âu Kim trong 30 ngày. Thời điểm đó, thì luật sư tư vấn cho rằng nhiều khả năng sẽ đảo ngược được tình thế tại phiên phúc thẩm. Vì thế, Vietnam Airlines không thi hành phán quyết trên mà xin hoãn thi hành án. Luật sư còn nhận định nếu trả tiền rồi sau này không thể đòi lại được với bất kỳ lý do nào. Một số quan chức của Vietnam Airlines vào thời điểm đó cũng lạc quan vào khả năng thắng kiện của phía Việt Nam là lớn. Ông Nguyễn Xuân Hiền là cựu tổng giám đốc của Vietnam Airlines vừa lên đường công tác dài ngày tại nước ngoài. Nhiều khả năng một trong những mục đích của chuyến đi này là nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan tới vụ kiện trên. Một tạp chí Anh đánh giá hành vi hung hăng của Trung Cộng giúp cho Hải quân Cộng sản Việt Nam gia tăng sức mạnh. Thưa quý vị, theo tạp chí nước Anh The Week vào hôm 13 tháng 10, việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam sẽ giúp cho Hải quân Việt Nam thêm khả năng giám sát lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn với máy bay P-3 Orion và các phương tiện khác như là radar, thông tin và tàu tuần duyên. Theo tạp chí này, thì chính những hành vi hung hăng của Trung Cộng với Việt Nam trên Biển Đông khiến cho Hoa Kỳ xem xét và bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam để giúp cho nước này gia tăng sức phòng thủ hàng hải. Và đây cũng là một phần trong chiến lược xoay trục về châu Á của chính phủ Hoa Kỳ. Tạp chí này nhận định rằng dù có đường biên giới chung trên bộ, nhưng các tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Cộng thực sự diễn ra trên biển. Với tỷ lệ chênh lệch về chi tiêu quốc phòng giữa Trung Cộng và Việt Nam gặp khó khăn khi đối phó với Trung Cộng. Nhưng những lợi ích chiến lược chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã khiến cho Hoa Kỳ quyết định gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí, sẵn sàng bán vũ khí sát thương cho Việt Nam để tự vệ và phòng thủ trên biển. Tuy nhiên, bài báo cũng nhận định rằng việc Hoa Kỳ bán cho Việt Nam các vũ khí tối tân cỡ nào là phụ thuộc vào thái độ và hành động của Trung Cộng đối với khu vực, chẳng hạn đưa thêm các giàn khoan dầu khí vào các vùng biển tranh chấp. Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Việt Nam, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trong nước khẳng định nỗi lòng người đi là duy nhất của tác giả Anh Bằng. Tiếp theo bản tin trước về sự kiện nhạc sĩ Anh Bằng bị các cán bộ văn hóa Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội vu cáo rằng ông đã đánh cắp nhạc của họ. Nay thì đài truyền hình SPTN xin được gửi tới những thông tin nối tiếp như sau. Tác giả Khúc Ngọc Trân, cán bộ văn hóa ở Hà Nội đã không nói gì thêm sau khi bị khắp nơi phản ứng về việc ông ta cho rằng mình mới chính là tác giả của bài hát Nỗi lòng người đi, vốn được biết lâu nay là sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Thậm chí, cán bộ báo chí Nguyễn Thụy Kha cũng chưa thấy có thêm phát ngôn nào sau khi khắp nơi giận dữ chỉ trích về việc ông ta viết bài cáo buộc nhạc sĩ Anh Bằng đánh cắp. Chỉ trong vòng vài ngày thì làn sóng phản ứng của người yêu âm nhạc nhiều đến mức các trang báo đưa lại tin này cho hay đã có hàng ngàn các tin nhắn của công chúng trong và ngoài nước yêu cầu phải lấy lại công bằng cho nhạc sĩ Anh Bằng. Ngay sau đó, thưa quý vị, áp lực của công chúng đã lớn đến mức mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam ở trong nước, được gọi tắt là VCPMC, đã phải gửi thư đến cho nhạc sĩ Anh Bằng để tái xác nhận họ chỉ công nhận quyền sở hữu Nỗi lòng người đi là của ông, chứ không thể thuộc về cán bộ văn hóa Khúc Ngọc Trân. Cô Đinh Thị Thu Phương, đại diện của trung tâm này cho biết là ông Khúc Ngọc Trân cũng đã gửi thư lên đề nghị đăng ký bản quyền tác giả bài hát Nỗi lòng người đi bằng cái tên khác như là Tôi xa Hà Nội, nhưng cuối cùng thì trung tâm này đã khước từ.
Ngay sau đó, để tránh bị tai tiếng, thì Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc đã gửi thư tái xác nhận là họ chỉ biết có một ca khúc Nỗi lòng người đi của tác giả Anh Bằng. Nhạc sĩ Mạc Thế Nhân là một trong những nhạc sĩ kỳ cựu của miền Nam tự do trước năm 1975. Khi được thông tín viên của SBTN phỏng vấn về vấn đề này, thì cũng đã khẳng định rằng ông chỉ biết từ hàng chục năm nay chỉ có một bài hát Nỗi lòng người đi là của nhạc sĩ Anh Bằng và chưa từng nghe thấy ai khiếu nại gì. Sự kiện vu cáo của ông Khúc Ngọc Trân và Nguyễn Thủy Kha thật sự làm cho ông rất là ngạc nhiên. Theo nhiều người nhận xét, từ những âm mưu như qua vụ Nỗi lòng người đi, chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tìm các phương thuốc thử xem suy nghĩ và ký ức của các thế hệ người Việt Nam trước 75 đến nay có còn đủ mạnh hay không. Nhưng từ đó thì bài học được rút ra là dù có bị cưỡng chiếm và đô hộ như thế nào, thì người Việt Nam tự do từ vĩ tuyến 17 vào Nam vẫn chưa bao giờ chấp nhận cho Cộng sản Việt Nam cướp đoạt được tất cả mọi thứ, đặc biệt là văn hóa, tinh thần. Sau đây là một phóng sự từ Little Sài Gòn. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là người đã sáng lập nền Cộng hòa Việt Nam và đến giờ này có thể được coi là biểu tượng của tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Chủ trương của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là độc lập cho quốc gia, tự do và tiến bộ cho dân tộc. Nhân dịp ban tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm tổ chức một buổi họp tại Thư viện Việt Nam ở Nam California, phóng viên SBTN Lâm Huyền Vi đã phỏng vấn cựu nghị sĩ Việt Nam Cộng hòa Lê Châu Lộc. Mời quý vị khán giả theo dõi sau đây. Ông Lê Châu Lộc, cựu nghị sĩ Việt Nam Cộng hòa về hưu đã lâu, nhưng thường tham dự các buổi lễ của cộng đồng, đặc biệt và tích cực hơn là buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Do những cái bọn phản quốc Việt Cộng ở Hà Nội. Thưa ông, chúng ta đã tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm từ năm nào? Bắt đầu từ ngay năm 1964. Lúc tới giờ thì ít thôi. Chỉ có những người thì lần đầu tiên mà tôi thấy khi đi viếng cái nghĩa địa ở Sài Gòn, nơi có cái mộ mà không có tên tuổi của Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo đệ là ông Ngô Đình Nhu, thì phần lớn là những phụ nữ, những bà, những cô đi xe Lambretta ba bánh đến đó để đặt vòng hoa để mà thương tiếc. Rồi từ đó mãi mãi ở đây, ở đó, ở trong khuôn viên của một cái nhà thờ hay là ở trong nhà tư nhân đều có những cái sự tưởng niệm, tiếp tục nhớ thương dưới hình thức lễ dỗ hay là dưới cái hình thức lễ tưởng niệm. Và cái lần chót ở Việt Nam đó là 1974, khi đó cái lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm được cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn. Và nếu tôi nhớ không lầm thì chính bà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có đến tham dự một cách rất là kín đáo. Ông Lộc nói, từ đó về sau, vì sự khốn khó của mỗi làm cho thiên hạ hiểu lầm. Cho đến khi 1975, cả nước bị sụp đổ, người ta mới bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu thấy ra. Nhưng mà cái sự sợ hãi vẫn còn. Thật sự ra cho đến ngày hôm nay, nhiều người đã nghe lời tin tưởng cái những chiến dịch do Cộng sản đưa ra rất là độc hại, mà rất là giỏi, nghĩa là rất là sắc bén. Nó đã hạ bệ cái nền Việt Nam Cộng hòa vững chắc của chúng ta một cách rất dễ dàng, vì đưa ra những cái tin thất thiệt và được cái sự tin tưởng của rất là nhiều người nhẹ dạ. Thưa ông, cuộc họp này nó có khác với những cái cuộc họp những năm trước không? Mình cũng tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Dạ, hôm nay có một vài chùa, nhiều Phật tử đã làm, nhưng mà một... Thưa quý vị, bản tin cho hay là giới chức Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam đã có cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng sau khi Washington tuyên bố nới lỏng một phần lệnh cấm vận bán vũ khí cho Hà Nội vào hồi đầu tháng 10. Truyền thông Việt Nam đưa tin Thượng tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã có cuộc gặp gỡ vào hôm thứ Ba 21 tháng 10 tại Hà Nội với bà Amy Searles, Phó Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Đôi bên đã trao đổi tình hình thế giới và khu vực, cũng như xem lại kết quả đạt được trên 5 lĩnh vực được nêu trong bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương. Thông cáo về cuộc gặp đăng trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam cũng nhắc tới phương hướng hợp tác quốc phòng trong tương lai. Tạp chí quốc phòng và tình báo Change.com cho biết là Việt Nam từng tỏ ý quan tâm mua phi cơ tuần tra biển P3 Orion của công ty Lockheed Martin và hệ thống radar bờ biển của công ty Raytheon.
Thưa quý vị, James.com cũng đã nhận định rằng Việt Nam có thể sẽ theo đuổi việc mua lại tàu thuyền đã sử dụng của Hải quân hoặc là Duyên phòng Hoa Kỳ. Và Tường cũng nên nhắc lại là quyết định của chính phủ Hoa Kỳ gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí áp dụng lên Việt Nam được thông báo ngày 2 tháng 10 năm 2014, cho phép Hoa Kỳ bán vũ khí sát thương và phi sát thương cho Việt Nam. Trong khi đó, thì giới chức Hoa Kỳ nói rằng đã đưa ra quyết định này sau một số tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền, nhưng cảnh cáo rằng nếu như Việt Nam muốn Hoa Kỳ tiếp tục nới lỏng thêm lệnh cấm thì cần phải có thêm tiến bộ. Blogger điếu cày đi xếp tổ ong đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, những hình ảnh của blogger điếu cày đặt chân đến Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam cho thấy rằng ông chỉ mặc một bộ quần áo xanh xoàng đi đôi dép lê tổ ong khi đến phi trường Los Angeles, California. Theo như thông tin từ bà Dương Thị Tân là người vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, tức là blogger điếu cày, thì ông Hải đã không được nhà cầm quyền cho gặp mặt người thân, không được từ biệt người nhà sau khi ông ra khỏi tù. Bình luận về đôi dép tổ ong của ông điếu cày, một blogger trẻ của Việt Nam tên là Thùy Linh viết rằng chỉ có những người anh hùng trong sạch nhất mới đủ tư cách đi đôi dép tổ ong từ nhà tù Việt Nam đến nước Mỹ. Trang mạng của Đài Á Châu Tự Do đưa tin hơn 200 đồng bào Việt Nam đã đi đón blogger điếu cày tại phi trường Los Angeles. Họ bao vây lấy người tù nổi tiếng này với những lời hoan nghênh lẫn khích lệ. Trước đó, thì những người đến đón ông điếu cày nhắn với người tù lương tâm ở trong nước rằng anh em ở trong nước không đơn độc, ở bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, các bạn bè quốc tế luôn luôn quan tâm, ủng hộ và bảo vệ cho họ. Cho nên họ ở trong tù Việt Nam nên mạnh mẽ cố gắng để xứng đáng với lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hoan nghênh việc trả tự do cho blogger điếu cày, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phản ứng khá dè dặt. Thưa quý vị, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Thu Hằng được truyền thông trong nước dẫn lời nói trong buổi tiếp xúc với báo chí hàng tuần vào hôm thứ Tư 22 tháng 10 rằng nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với ông Nguyễn Văn Hải và cho phép ông xuất cảnh đi Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo. Có nhiều nhà hoạt động Việt Nam đã ngay lập tức phản ứng gay gắt đối với từ nhân đạo mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dùng. Việt Nam điều tra vụ tấn công mạng được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, cơ quan an ninh mạng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang truy tìm những tin tặc được cho là đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước tới nay trên mạng. Bài viết của ông Tim Horniak, cây viết chuyên về IT, truyền thông khoa học và công nghệ cho trang DIDG News Service, dẫn lời một chuyên gia IT người Việt nói rằng vụ tấn công đã gây ảnh hưởng tới toàn bộ cộng đồng an ninh mạng của Việt Nam. Sự việc bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 xóa sạch nhiều trang mạng thuộc nhà cung cấp dịch vụ Internet VC Corp, chủ sở hữu của hơn 20 trang mạng tại Việt Nam. Một số trang mạng báo chí có liên quan tới VC Corp đã hoạt động trở lại ngay, nhưng vẫn còn nhiều trang phải mất thêm vài hôm thì mới phục hồi được. Thưa quý vị, ban đầu thì VC Corp gọi đó là lỗi kỹ thuật từ trung tâm dữ liệu, nhưng chuyên gia Horniak nhận định rằng các tin tặc đã dùng dữ liệu độc hại xóa toàn bộ dữ liệu của khoảng 800 máy chủ thuộc quyền kiểm soát của VC Corp. Ông Trần Văn Quang Chiến là thuộc công ty SecurityDaily.net cho rằng đây là một vụ tấn công độc hại có chủ đích. Theo ước tính của ông Chiến, thiệt hại từ vụ tấn công lên tới khoảng 10 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với hơn 460.000 Mỹ Kim. Việt Nam tiếp tục đính chính về những khoản vay 2 tỷ Mỹ Kim không có thật. Hệ thống truyền thông do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kiểm soát tiếp tục đính chính về những khoản vay không có thật cho dự án xây dựng phi trường Long Thành. Đầu tuần này, báo chí đăng tải lời xin lỗi của một vị thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam về một khoản vay 2 tỷ Mỹ Kim trong đã không có thật từ phía chính phủ Nhật Bản. Trong một buổi trả lời trực tuyến tại cổng thông tin điện tử chính phủ Cộng sản Việt Nam, thì thứ trưởng Giao thông Phạm Quý Tiêu cho biết khoản vay 2 tỷ Mỹ Kim từ vốn ODA đã được chính phủ Nhật Bản cam kết. Trao đổi với báo chí vào ngày thứ Ba 21 tháng 10, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng giải thích lời tuyên bố của Thứ trưởng phụ trách hàng không là nhầm lẫn, vì ông Tiêu vừa trải qua một khoảng thời gian trị bệnh. Vào tối ngày thứ Tư 22 tháng 10, thì Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam lại ra thông cáo xác định là không có việc công ty ADPI của Pháp đầu tư 2 tỷ Mỹ Kim vào dự án phi trường Long Thành. Thông cáo của Bộ Giao thông còn nói rằng bộ này không biết công ty ADPI và cũng chưa từng làm việc với công ty về vấn đề này. Theo thông cáo vừa kể thì có một công ty có tên là ADPM là công ty chuyên vận hành, phát triển và đầu tư hàng không ngoài nước trực thuộc tập đoàn Airports de Paris của Pháp.
theo như Bộ Ngoại giao, xin lỗi vị, theo như Bộ Giao thông thì ADPM đã nhiều lần gửi thư để bày tỏ sự quan tâm đến dự án và mong muốn có đầu tư. Dự án phi trường Long Thành Dự Trù sẽ được trình lên Quốc hội vào tuần tới. Tuy nhiên, tại kỳ họp này thì Quốc hội Cộng sản Việt Nam cũng chỉ cho ý kiến chứ vẫn chưa biểu quyết về chủ trương đầu tư. Việt Nam có nhà máy lắp ráp của máy bay Boeing. Thưa quý vị, công ty MHI Aerospace Việt Nam được gọi tắt là MHIVA, một thành viên của công ty kỹ nghệ nặng Mitsubishi, vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 10 hoàn thành xây dựng một nhà máy lắp cửa hành khách cho máy bay Boeing 777 tại khu công nghiệp Thăng Long, ngoại thành Hà Nội. Báo chí trong nước dẫn lời của ông Skip Boyce, chủ tịch Boeing khu vực Đông Nam Á, cho biết là việc khánh thành nhà máy cùng với dấu mốc xuất xưởng cánh tà thứ 1000 cho dòng máy bay Boeing 737 đánh dấu nỗ lực của đội ngũ nhân viên địa phương lành nghề và dây chuyền sản xuất phẩm chất cao mà MHIVA và Việt Nam cung cấp cho Boeing. Nhà máy mới được xây dựng trên diện tích 6.500 m², là phần mở rộng của khu vực văn phòng MHIVA tại khu công nghiệp Thăng Long. Trước mắt thì nhà máy sẽ sản xuất bộ phận cửa hành khách cho máy bay Boeing 777 với công suất 4 đến 8 cánh cửa một tháng. Trong tương lai sẽ tăng lên 32 cánh cửa một tháng. Nhiệm vụ này trước đây thuộc về nhà máy Mitsubishi tại Nagoya, Nhật Bản. Và trong thời gian tới, thưa quý vị, MHIVA hướng đến sản xuất toàn bộ phần cánh tà cho dòng máy bay này của Boeing. Và cũng theo MHIVA, với sự hỗ trợ từ Boeing, công ty này sẽ tiến tới hợp tác với các đối tác nội địa nhằm phát triển một dòng máy bay thương mại của mình tại Việt Nam. Một thanh niên đã chết tại nhà nghỉ, người nhà đã mang quan tài diễu phố. Thêm một gia đình đưa quan tài của người thân để diễu phố tại Việt Nam vào hôm thứ Tư 22 tháng 10. Theo người nhà của gia đình nạn nhân, vào khoảng 11 giờ đêm thứ Hai tuần này, Phạm Văn Đức, 25 tuổi, cư trú tại khu 3 thị trấn Kẻ Sặc, tỉnh Hải Dương, được tìm thấy đã qua đời tại một phòng massage của nhà nghỉ ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, trong tình trạng bị phỏng toàn thân. Sau đó thì có hai thanh niên chở Đức đến bệnh viện đa khoa ở huyện Bình Giang. Sau khi nhận được tin Đức đã tử vong, gia đình của anh đã kéo đến bệnh viện thì thấy thi thể anh được đặt nằm, mặc quần jeans, không có áo, trên đầu và mặt có nhiều vết rách. Đến sáng ngày thứ Ba thì công an đến khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình đưa về lo tang lễ. Theo người nhà nạn nhân thuật lại, họ nhìn thấy trán của nạn nhân có một vùng đỏ sẫm, vùng sọ có máu tụ, toàn thân bị phồng cháy đen, lột hết da, nội tạng bị phồng. Chiều ngày thứ Tư, sau khi vào nhà thờ làm lễ, gia đình đã đưa xe chở quan tài nạn nhân ra nghĩa trang ở giáo xứ Kẻ Sặt chuẩn bị an táng cho nạn nhân. Lúc này thì bà Dương Thị Quyên, mẹ nạn nhân, cho rằng con trai của bà đã bị chết oan và có nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ nên bà đã không cho chôn cất. Gia đình nạn nhân đã đẩy xe chở quan tài từ nghĩa trang hướng về phía nhà nghỉ nơi nạn nhân gặp nạn. Sự kiện này khiến cho nhiều người đi đường hiếu kỳ tụ tập, gây tắc nghẽn giao thông. Nhà chức trách của huyện Bình Giang cho hay vào đêm thứ Tư, gia đình nạn nhân đã đồng ý đưa thi thể đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chờ cuộc giám định pháp y để xác định nguyên nhân gây ra cái chết. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Tình Đúng. Sorry, kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt của Võ Thành Nhân với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nhân dịp blogger Điếu Cày đến Hoa Kỳ. Kính chào quý, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình này, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc lại giáo sư Nguyễn Hồng Bích để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới những vấn đề thật sự của chúng ta, những vấn đề của những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở trong nước, và đặc biệt sau chuyến đi của anh Điếu Cày đến thủ đô tị nạn vào ngày 21 tháng 10 vừa qua. Trước hết xin được kính chào giáo sư Nguyễn Hồng Bích. Dạ vâng, xin chào Võ Thành Nhân cũng như là quý thính giả của đài SBTN Washington. Kính thưa giáo sư có thể cho biết là nhận định của giáo sư như thế nào khi giáo sư thấy được hình ảnh của anh Điếu Cày ở tại phi trường Los Angeles vào lúc 10 giờ tối ngày 21 tháng 10 năm 2014 vậy thưa giáo sư? Cái cảm tưởng đầu tiên là đương nhiên là tất cả chúng ta đều rất là mừng là anh ấy bây giờ không còn ở trong tù nữa. Thế nhưng mà nó cũng đặt ra một cái vấn đề, tức là nếu mà trong nước bây giờ tìm cách họ đẩy tất cả những người gọi là tranh đấu cho tự do dân chủ đi ra ngoài nước, như chúng ta thấy tình trạng của chị Trần Khải Thanh Thủy, của anh Cú Hà Vũ, bây giờ là anh Điếu Cày, mà chúng tôi nghĩ là trong tương lai gần thì chúng ta sẽ còn có những cái trường hợp tương tự nữa. Tại vì rằng là cái Cộng sản bây giờ họ cứ muốn gọi là đẩy hết cả những người đó sang bên phía Mỹ.
Như vậy có thể đó là một cái sự thỏa thuận của Cộng sản Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hay là của thành phần nội các của ông Tổng thống Barack Obama không, thưa giáo sư? Tôi nghĩ đó là một cái thỏa thuận giữa Việt Nam với lại Hoa Kỳ về cái vấn đề là Việt Nam phải có những sự tiến bộ về nhân quyền thì mới có thể đi tới được cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, hay là cái vấn đề mà mua vũ khí sát thương của Mỹ. Thế Mỹ đã đặt điều kiện nhân quyền trong cả hai cái trường hợp đó, và Hà Nội họ làm cái lối lúi xùi, tức là họ nhân nhượng đó, nhưng họ nhượng bộ đó, nhưng mà họ không muốn nói trắng ra rằng là họ đã nhượng bộ. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn qua cái hành động là nó không phải chỉ có ba trường hợp này, tôi gần như chắc chắn là sẽ còn một số trường hợp khác nữa. Như vậy nó có cái ảnh hưởng tới mà cái thế của Hoa Kỳ hiện nay muốn trở về Á Châu Thái Bình Dương, muốn thấy được cái sự đổi trục của Hoa Kỳ trong vấn đề mà Hoa Kỳ muốn đến gần với lại Việt Nam hơn về mọi mặt không, dạ thưa giáo sư? Cái đó thì Hoa Kỳ không có giấu giếm gì cả, họ đã bảo họ xoay trục về Á Đông, và trong cái sự xoay trục về Á Đông thì Việt Nam đóng một cái vai trò khá quan trọng, tại vì Việt Nam là cái một trong cái nước đứng ở ngay đầu ngọn gió trong cái cuộc tranh chấp ở Biển Đông với lại Trung Cộng. Mà vì thế nên Mỹ họ cũng muốn gọi là nếu không phải là có Việt Nam như là đồng minh thì cái đó chắc sẽ không xảy ra. Nhưng mà ít nhất cũng là một cái chế độ mà có nó gọi là quan hệ vượt hơn cả toàn diện, đi đến cái chỗ gọi là chiến lược với Hoa Kỳ, kể cả về mặt an ninh quốc phòng. Và trở lại vấn đề mà chúng ta có những nhà đấu tranh cho dân chủ mà phải ra khỏi đất nước của mình, phải sống ở xa quê hương và đi đấu tranh, thì theo giáo sư, những thử thách sắp tới sẽ dành cho anh Điếu Cày cũng giống như những nhà đấu tranh dân chủ hiện đang có mặt ở tại Hoa Kỳ sẽ như thế nào, và làm thế nào để cộng đồng người Việt ở hải ngoại có thể liên kết được và có thể làm một cái khối mạnh để mà chúng ta tiếp tục tranh đấu cho quyền làm người của người Việt ở trong nước, vậy thưa giáo sư? Người Cộng sản ở Hà Nội họ khá khôn là khi họ đẩy những người như là anh Cú Hà Vũ hay là anh Điếu Cày ra khỏi, hay là anh họ cô lập được những vị đó với lại những cái người ở trong nước. Thế rồi thì vì cái tình hình nó khá phức tạp ở hải ngoại, do đó nên cũng phải nói rằng là nó hãy còn có một số những cái dè dặt đối với những con người đấu tranh ở trong nước ra ngoài này. Tôi cho là cộng đồng hải ngoại nếu mà khôn khéo ấy, thì mình nghiên cứu cái cách nào mà mình có thể mình vẫn đan kết được cái đấu tranh của người Việt hải ngoại với lại những cái thành phần như là anh Cùi Hà Vũ hay là anh Điếu Cày, là những cái thành phần mà họ có một cái sự quen biết rất là rộng rãi ở trong nước và có ảnh hưởng lắm. Ví dụ như anh Cùi Hà Vũ đó, anh ấy quen những người tướng tá ở trong cái chế độ, những người đã ký cái thư ngỏ cho ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản gần đây, nói rằng là Việt Nam phải đi chơi với Mỹ, hay là 61 vị gọi là cách mạng lão thành mà ngoặc đóng ngoặc đó, thì những người như anh Cùi Hà Vũ là anh có những cái liên hệ rất là mật thiết với những người như vậy. Thì thành ra là nếu mà chúng ta đan kết được cái cuộc đấu tranh của chúng ta thì tôi thấy rằng là nó sẽ hữu hiệu hơn nhiều. Và theo giáo sư thì cái vị trí của những người mà giống như là những người giống như chúng ta hiện nay ở đây á, thì khi mà chúng ta liên kết với những người ở trong nước mà ra đây để đấu tranh á, thì những điều gì mà chúng ta phải từng bước để mà chúng ta tiến gần lại với nhau và chúng ta sánh vai với nhau, vậy thưa giáo sư? Tôi thì vẫn cho là cái chính vẫn là cái mục đích. Nếu mà cái mục đích của họ nó đi cùng một hướng với mình, tức là đi tìm tự do dân chủ cho đất nước, thì chả có lý do gì mà chúng ta lại cần phải quá dè dặt về cái chuyện đó. Thế còn nhiều người cứ ngồi nghĩ đến cái quá khứ, nhưng mà đây là những người ta đã quay lại cái quá khứ của người ta rồi. Những người như anh Cú Hà Vũ ấy hoàn toàn ấy cái chủ trương rằng là phải giải thể cái chế độ thôi, còn giải thể dưới hình thức như thế nào mà cho nó ít cái đau thương cho đất nước ấy, thì cái đó cũng là một cái điều đáng suy nghĩ lắm. Và giáo sư nhận định như thế nào khi mà giáo sư thấy hai người đến hai cái phi trường khác nhau, một người đến từ phi trường Dulles Airport rất là âm thầm và một người đến tại phi trường Los Angeles thì rất là náo nhiệt và rất là được cái sự tiếp đón rất là nồng hậu của cộng đồng người Việt chúng ta? Không, thì để có lẽ người Mỹ họ cũng muốn gọi là thử xem đo cái nhiệt độ của cộng đồng hải ngoại đối với những người đấu tranh, đặc biệt những người như là anh Điếu Cày, là mấy người mà có thể nói rằng là đã làm gương trong rất nhiều chuyện, từ chống lại Trung Cộng về Hoàng Sa Trường Sa từ năm 2007, rồi thì lại lập ra cái hội các nhà báo tự do, tức là anh là một cái gương rất là nổi, mà vì thế nên cộng đồng hải ngoại cũng đón tiếp anh một cách rất là niềm nở.
Thế nhưng mà ngay lập tức thì có lẽ Mỹ họ cũng muốn trong lúc này giữ anh khỏi có bị gọi là expose, tức là ấy quá, là tại vì giờ là có lẽ đấy, cái tình hình ở hải ngoại đó thì anh Điếu Cày mới trong tù ra thì không thể nào mà nắm vững được tất cả những cái đó ngay lập tức, thì thầy cũng muốn để cho nó từ từ nó mới có cái sự liên hệ của anh ấy với lại cộng đồng ngoài này. Xin được cảm ơn giáo sư. Dạ. Cảm ơn chuyên gia Võ Thành Nhân và xin hẹn lại quý thính giả của đài SBTN. Yeah. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và giáo sư Nguyễn Hồng Bích vào kỳ sau. Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin cập nhật với Võ Thành Nhân và Tường Vi. Tường Vi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, 24 tháng 10 năm 2014. Và Tường Vi và SBTNDC xin gửi đến quý vị hai cái tin tốt của ngày hôm nay mà chúng tôi nhận được. Đó là tin thứ nhất là cô Nina Phạm, người nurse mà bị nhiễm bệnh Ebola, ngày hôm nay đã trị hết bệnh và đã rời NIH và đã cùng gia đình để trở về bên Texas. Và cái tin thứ hai là cái bệnh Ebola là chúng ta đã có cái phương pháp để mà điều trị và cái phương pháp đó rất là hiệu quả. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của Tường Vi với bác sĩ Đỗ Minh Thiệu. Tường Vi xin chào bác sĩ Đỗ Minh Thiệu. Dạ, xin bác sĩ cho biết là cái những cái điều mà mình học được sau cái trận mà Ebola nó tới nước Mỹ và những người bị nhiễm bệnh, thì chúng ta học hỏi được những cái gì qua cái việc điều trị của cô Nina Phạm? Tôi nghĩ là mình hiện giờ ở lúc đầu của cái truyền nhiễm của bệnh Ebola, nên là mình sẽ học được rất là nhiều về mấy cái case đầu tiên đó. Cũng giống như hồi mà lúc phát triển của bệnh SIDA ngày xưa đó, thì mấy cái thủ tục mà mình đã tính mình có cho bệnh viện á, CDC á, họ cũng muốn biết là cái đó có hữu hiệu không. Rồi, tại vì lúc mà bệnh này xảy ra Dallas á, chúng mình nghĩ là họ cũng chưa có chuẩn bị lắm, họ chưa có đầy đủ dụng cụ. Cái dụng cụ là cái chánh, là cái thủ tục phòng hờ đó, để bảo vệ bệnh nhân là một, nhưng mà bảo vệ người làm cho bệnh viện là hai. Nên vào hai cái này đó, họ sẽ biết được một á, là chỗ sơ hở ở chỗ nào để khi sao họ chuẩn bị được. Tại họ biết là nếu họ chuẩn bị đầy đủ á, thì mấy người y tá với mấy người làm trong bệnh viện không bị nhiễm, cũng giống như ở trong Emory Hospital hay là ở NIH. Vấn đề thứ nhì đó là cách họ respond to cái thuốc mang để chữa, hay là cái máu để đã truyền từ ông bác sĩ lây bệnh kỳ trước, với lại cách gọi là supportive therapy đó nó có hữu hiệu hay không. Tại vì bên Phi Châu á, cái supportive therapy á, như là nước biển hay là thuốc đau nhức này nọ đó, mình biết là họ thiếu thoát, nên vì lý do đó đó, cái số người chết vì bệnh Ebola rất là cao. Nhưng mà bên Tây phương á, lại bên là Western Europe với lại America đó, cách support của bệnh viện Mỹ đó, nó rất là phong phú hơn nhiều. Nên họ suy đoán là cái phần người tử mạng vì bệnh này đó không cao như bằng Phi Châu. Mình muốn biết là từ mấy bệnh nhân này đó mình đúng hay sai. Tường Vi xin cảm ơn bác sĩ Đỗ Minh Thiệu. Xin cảm ơn Tường Vi và xin cảm ơn quý khán giả của SBTN. Thắng và Thanh Hà xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay hai anh em chúng tôi xin được trở lại với quý khán giả trong chương trình Nhân quyền Việt Nam trên đài SBTN. Và trước khi vào đầu chương trình, thì Thắng xin mời anh Thanh Hà có vài lời với khán giả của SBTN. Vâng, xin chào Trường Thắng, xin chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý khán giả, thì ngày hôm nay Trường Thắng xin được mời một vị khách từ Việt Nam, không ai xa lạ, cũng đã xuất hiện rất nhiều lần trên đài truyền hình SBTN, đó là dân văn Lê Thị Kim Thu.
từ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Chúng ta cũng biết là chị vừa mới được mới ra khỏi nhà tù Cộng sản Việt Nam, nhưng còn vợ ở trong cái nhà tù lớn là ở tỉnh Đồng Nai. Ngày hôm nay tôi sẽ mời chị để nói về vấn đề đất đai và vấn đề dân oan tại Việt Nam. Vì mới đây có một bản tin tại Trung Cộng, thì chúng ta biết là ở tỉnh nào thưa anh? Vâng, ở phía Nam Trung Quốc. Ở phía Nam Trung Quốc đã có một cái tỉnh và đã có đưa đến một cái chuyện mà dân oan đã nổi dậy và đã coi như là đánh lại công an và đã bắt và thiêu sống 6 công an của phía bên Trung Cộng. Chúng ta thấy rằng là tình hình ở và đưa đến một cái cuộc biểu tình rất là lớn tại phía Nam của Trung Cộng. Thì tình hình ở Trung Quốc là thế, rồi còn Việt Nam như thế nào? Ngày hôm nay Trường Anh xin mời quý khán giả theo dõi buổi nói chuyện với chị Lê Thị Cẩm Thu từ Việt Nam. Dạ, xin mời chị Cẩm Thu có vài lời với khán giả của SBTN. Thường xin kính chào anh Tường Thắng, chào anh Thanh Hà và tất cả quý khán giả đang theo dõi đài SBTN. Nhờ chị Kim Tú có thể cho biết là tình hình dân oan của Việt Nam trong những thời gian vừa qua nó như thế nào chị? Nó có giảm hơn hoặc là cái mức độ nó có tăng không thưa chị Kim Tú? Thưa anh Tường Thắng, cái tình hình dân oan ở Việt Nam á, thì theo như Kim Tú thấy càng ngày nó không có tăng, không có chiều hướng tăng mà chỉ có chiều hướng là càng ngày càng không có giảm mà chỉ có càng ngày càng có chiều hướng gia tăng. Và càng ngày họ càng đó là cướp bóc một cách táo bạo và trắng trợn lắm. Nhiều cái Kim Thu biết rất là rõ những cái vụ việc khác thôi của những người dân oan khác. Khi mà Kim Thu vừa được ra tù là người ta đến trực tiếp gia đình Kim Thu ngay cái đêm là 6 tháng 7 mà ngày Kim Thu ra tù là họ bị đàn áp rất là thảm thiết. Nhà họ bị cưỡng chế coi như tan nát hết trơn. Khi mà họ ra đến Hà Nội họ kêu an thì như trường hợp của anh Đoàn Thanh Giang á, chị Trương Thị Quý là con cái nhà là bị họ cưỡng chế hết hai căn nhà luôn, không có chỗ ở, họ che những cái chòi ở ngoài đường á, anh thấy á. Rồi như trường đó là cái trường hợp cũng ở tỉnh Đồng Nai. Rồi trường hợp nó ở huyện Vĩnh Cửu của chị Hoàng Thị Huệ đó, thì gia đình chị á thì bị khi mà ra giành đất á, đi dùng cái tới năm 75 thì người ta đến nay ta chiếm năm 2007, thì trong quá trình chị giành thì đến nay kết quả của người dân oan là được gì? Gia đình chị hai đứa con phải đi tù. Bản thân chị bị chính quyền đánh. Cái này là họ có một cái hệ thống từ trên xuống dưới rồi. Khi mà người dân oan mà càng lên cao để kêu oan á, không phải là để bảo vệ cho người dân, mà nơi đó thể hiện một cái sự bất lực với lại chính quyền địa phương. Vì ngay cái việc của Kim Thu cũng vậy, kể cả có thủ tướng rồi cũng không giải quyết được vấn đề gì hết á. Dạ vâng, xin mời anh Hà có câu hỏi. Vâng, hồi nãy chị Kim Thu có nói là ngay cả thủ tướng tức là cũng đã có một số công văn. Đã khi mà chị ra khỏi tù thì lúc đó chị đem về địa phương thì công an của địa phương là đem vứt vào sọt rác. Xin chị trình bày cái sự kiện đó cho khán thính giả của đài truyền SBTN. Xin mời chị. Thủ tướng đây có nghĩa là Nguyễn Tấn Dũng đó. Nguyễn Tấn Dũng đó. Dạ. Khi bà Kim Thu đi khiếu kiện á, cái vụ việc gia đình Kim Thu khiếu kiện là có 3 vụ việc và 3 cái việc này là 3 tình tiết nguồn gốc khác nhau. 2 vụ việc đất tranh chấp mà 1 vụ kiện là đi đòi đất đi vùng kinh tế mới năm 76. Thì trong quá trình Kim Thu đi á, từ ngày 22 tháng 2 năm 1988 cho đến khi mà ra được trong phòng chính phủ mà đưa đơn á, mà được cái giấy biên nhận mà đây là đích thân cái người chuyên viên chính của thủ tướng là ông Hoàng Ngọc Dũng nhận, và khi nhận đơn là với danh nghĩa là đơn gửi hẳn cho thủ tướng chính phủ. Đây cái công văn đó rất là rõ ràng, mọc đống còn đỏ đây. Là ngày 9 tháng 9 năm 2002, quý vị thấy một cái công văn như thế này. Khi nhận được cái công văn này rồi, tưởng đâu là chính phủ rất là quan tâm đến dân. Khi trở về địa phương, thì được mười mấy ngày sau họ đánh một cái công văn. Đây là một cái dấu đỏ, công văn hỏa tốc. Mà công văn này là văn phòng chính phủ trân trọng kính mời các ban ngành lãnh đạo của Trung ương về dự cuộc họp của bà Lê Thị Kim Thu. Do văn phòng chính phủ chủ trì, mời các huyện, các tỉnh ra. Sau khi họp xong rồi, văn phòng chính phủ là một cơ quan quyền lực tối cao. Đây là công văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó về tỉnh nó chỉ vứt sọt rác. Bởi vì sao? Khi một cuộc họp văn phòng chính phủ chủ trì để đối thoại, coi như là người ta nói 3 mặt bằng lời với Kim Thu, 5 mặt bằng lời. Tổng thanh tra chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường, huyện và tỉnh và văn phòng chính phủ chủ trì. Vậy mà văn phòng chính phủ là một cái việc trái với đạo đức của con người, không hề có một biên bản. Coi như họ xài luật rừng luôn. Họ là văn phòng chính phủ mà họ xài luật rừng thì ở địa phương như thế nào thì quý vị biết rõ rồi. Không có một cái biên bản hợp đúng sai không dám nói ra. Bởi vì khi Kim Thu đối thoại là tiền sử từ thời khiếu kiện đến giờ mới có được mấy cái cuộc họp mà mới được cuộc họp trịnh trọng như vậy văn phòng chính phủ.
mà họ không có ra một cái đúng sai, thì về tỉnh họ lay vinh cái cớ đó, họ dễ thoái thác trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Đó là đối, đó là văn phòng chính phủ Nga, những người tham mưu cho thủ tướng. Tiếp sau đó họ có công văn 6584 ngày 26 tháng 11 năm 2002. Đây là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt thủ tướng có ý kiến chỉ đạo như sau. À, tức là lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng là phó thủ tướng. Dạ đúng rồi, giao cho chủ tịch ủy ban tỉnh Đồng Nai trực tiếp xem xét và giải quyết cho Nguyễn Văn Đòn, bà Lê Thị Kim Thu thu hồi đất năm 1983 và yêu cầu chủ tịch tỉnh Đồng Nai giải quyết trước ngày 31 tháng 12 năm 2002. Năm 2002, 30 tháng 12 năm 2002, bữa nay quý vị thấy là bao nhiêu năm rồi, đếm đầu ngón tay bao nhiêu năm, mười mấy năm rồi cũng chỉ vớt sọt rác. Sau đó Kim Thu vẫn tiếp tục kiên trì để bám, để khiếu nại tiếp, vì những cái công văn này á nó không có giá trị gì với tỉnh, buộc bây giờ thuộc thẩm quyền của thủ tướng theo điều 28 luật khiếu nại tố cáo. Kim Thu đi đúng luật nên ông Nguyễn Tấn Dũng mới ra những công văn này, nhưng bây giờ thì biết thực chất họ chỉ là từ trên xuống dưới đồng bộ nhà ăn cướp. Ở địa phương Kim Thu kiện thì đất vẫn còn, khi ra đến có công văn thủ tướng về địa phương thì những cái đất này sẽ biến hóa thành họ xây nhà, họ xây khách sạn, họ xây nhà nghỉ, tất cả đều không còn nữa như trước đây. Đây công văn tiếp tục, ngày công văn 3 số 3676 ngày 30 tháng 7 năm 2003 lại tiếp tục đá dân quan, coi người dân quan như một chai bành, là chuyển sang thủ tướng, là chuyển sang cho Bộ Tài nguyên Môi trường đi làm. Cũng phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thường trực chỉ đạo tiếp một cái công văn nữa, rất là nhiều công văn của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hẳn tên của một ông thủ tướng, chứng tỏ rằng cái việc của Kim Thu đã nằm trong lòng bàn tay của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Từ cái thời phó thủ tướng đến bây giờ thủ tướng, ông đã biết rất là rõ nhưng ông cố tình không làm, bởi vì trên nói dưới không có nghe, thì đất nước này chắc chắn sẽ một ngày gần đây sẽ loạn. Vì đâu có còn ra cái hệ thống gì đâu, trên nói mà dưới không nghe thì dĩ nhiên là phải loạn. Người dân không còn cái lòng niềm tin gì ở cái văn phòng thủ tướng hết, kể cả Nguyễn Tấn Dũng. Như trở lại vụ kiện trước đây, đòi đất của nhà thờ 42 nhà chung, cũng là đòi đất, giáo an đòi đất, thì chính đích thân ông Nguyễn Tấn Dũng cũng xuống dưới ngay giáo, ngay 42 nhà chung, cũng hứa hẹn để trả. Thì quý vị thấy có trả hay không? Cuối cùng ông biến hóa cái nhà thờ đó trở thành một cái công viên. Thì bây giờ những người dân an cũng như vậy thôi, không có khác gì hết. Ở đây là nói đến trách nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũng, chứ chưa nói đến tỉnh. Trách nhiệm của một thủ tướng mà làm ăn như vậy thì có ai còn tin nữa. Cái đảng này không ai tin nữa hết, thủ tướng không ai tin nữa hết. Tiếp tục cái công văn đó, sau đó có một giao cho Bộ Tài nguyên, Bộ Tài nguyên Môi trường lại có công văn 779 ngày 23 tháng 3 năm 2004 kính gửi thủ tướng chính phủ. Quý vị thấy rõ ràng thủ tướng chính phủ tức là ai? Là ông Nguyễn Tấn Dũng. Vậy là những vụ việc nằm trong tầm tay ổng, ổng không giải quyết thì ổng còn làm được cái gì nữa? Hình như ổng chỉ có biết đi mượn nợ nước ngoài thôi chịu. Đá banh qua đá banh lại. Yeah. Đúng rồi. Nghe là đá banh qua đá banh lại. Đúng rồi. Đá qua đá lại thì tự hỏi ổng có còn xứng đáng làm thủ tướng nữa hay không? Và có để xứng đáng cho người dân đáng tôn trọng không? Nói riêng về bản thân tôi, không bao giờ tôn trọng Nguyễn Tấn Dũng bởi những cái công văn ổng quá nhiều. Vì không phải ổng ra như vậy, không phải là người, đối với bản thân tôi là tôi quá kiên trì, và đối với sự nhẫn nại của thủ tướng và nhu nhược của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với ủy ban tỉnh của tôi rất là nhiều, nên mới xảy ra đến ngày hôm nay. Họ chỉ còn cách tốt nhất là bắt tôi vào tù. Nếu bắt tôi vào tù không cho tôi nói, chắc chắn phải có chỉ đạo của cấp trên, từ Bộ Chính trị đến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, không lọt khỏi vòng đó. Anh có ý kiến gì không ạ? Vâng, chị Kim Thu đã từng đứng cái thân phận của người dân oan và cũng đã từng đấu tranh rất là nhiều năm, ngay cả cái việc để tranh đấu rất là nhiều lần và vào tù ra khám. Nếu mà chị nghĩ rằng đối với phương diện chính quyền thì lúc nào cũng đàn áp và lúc nào cũng không kể đến quyền lợi của người dân cả, về phương diện của người dân thì theo chị nghĩ làm thế nào để cho cái việc phối hợp với nhau giữa những người dân oan nó có kết quả hiệu quả hơn? Nếu mà chị phải khởi đầu lại, khởi đầu lại thì chỉ bằng cách nhờ sự, nói chung là chúng tôi không còn tin chị ở trên trong một cái đất nước Việt Nam nữa cả. Từ Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Bộ Chính trị đổ xuống, không còn tin ai. Bởi vì khi họ ra cái phòng chống tham nhũng của Trung ương thì người dân họ rất là mừng. Nhưng riêng tôi có một cái suy nghĩ khác, là bởi vì sao?
đó là phòng chống tham nhũng trung ương, thì từ ngày họ ra đời đến bây giờ có 13 ông bộ chính trị trong đó đã làm gì được cho dân nhờ chưa? Hoàn toàn chưa. Những vụ việc này không giải quyết thì không việc nào để giải quyết nữa cả. Và cái phòng chống tham nhũng trung ương ra chỉ để làm mị dân, mà để làm gì? Để cho cơ quan quyền lực tối cao dễ bắt người. Bởi vì sao? Khi ai mà hô hào chống tham nhũng thì tức là chống đảng. Chỉ có đảng viên đảng Cộng sản mới dám ăn cướp của dân. Ngoài ra người dân không bây giờ dám ăn cướp. Nghe nói là ông Nguyễn Bá Thanh, nghe là coi như là chủ tịch của Ủy ban phòng chống tham nhũng, là đang trị bệnh tại Hoa Kỳ thì phải. Thì Kim Thu nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ. Dạ, thì ông hiện tại nghe nói là đang chữa bệnh ở tại tại Hoa Kỳ. À, để trả lời với anh Tường Thắng về việc ông Nguyễn Bá Thanh, tôi không lạ gì ông ấy. Bởi vì khi tôi bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2012, có một năm vụ án về hình sự rất là nghiêm trọng dẫn đến chết người, nhưng ông Nguyễn Bá Thanh ký quyết định không khởi tố vụ án. Hiện cơ quan an ninh điều tra của tỉnh tôi đã thu giữ hết những tài liệu năm vụ án đó. Dạ vâng. Chính tỏ rằng để một hôm nào đó tôi có lẽ mời chị Kim Thu quay trở lại để nói rõ hơn về tất cả những chuyện xảy ra liên quan đến những vụ án mà có dính dáng ông Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng. Rất tiếc vì thời gian không có nhiều, nên một lần nữa Tường Thắng xin cảm ơn chị Kim Thu. Và thưa quý vị, cô nhà chúng ta sẽ trở lại với quý nhà chồng chị lại. Có vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây anh Thanh Hào và Thắng sẽ được trở lại với quý khán giả. Thưa anh Hào, thì được biết là trong cái chắc anh cũng theo dõi cái vụ biểu tình của sinh viên tại Hồng Kông đòi cái quyền tự do bầu cử tại đây, thì anh quan sát và anh có thể cho quý khán giả được biết là cái nhận định của anh qua cái vụ biểu tình như thế nào, và những bài học gì mà cái giới sinh viên Việt Nam có thể học được qua cái vụ biểu tình của sinh viên Hồng Kông thì anh? Vâng, thưa Tường Thắng và thưa khán thính giả của đài truyền hình SBTN, chúng ta thấy là nếu mà chúng ta quan sát rõ ràng là trong hơn 10 ngày qua, nó là một cái niềm phấn khích rất là lớn lao cho những người đấu tranh dân chủ, không chỉ riêng cho Việt Nam mình mà cho cả toàn thế giới. Trong đó tôi nghĩ rằng cái hình ảnh của người, một trong những người lãnh đạo trẻ là Joshua Wong, tức là Hoàng Chí Phong, mới có 17 tuổi, tức là một cái tuổi mà gọi là còn vị thành niên, tức là chưa 18 tuổi, và cũng đã lãnh tụ của nhiều phong trào trước đó, và bây giờ là một trong những người lãnh tụ cùng chung với Alex Jones, có 24 tuổi thôi, Thường Thắng, cùng với những cái người trong cái nhóm Occupy Central, tức là những người tương đối lớn hơn, chẳng hạn như giáo sư trường luật hay là một cái linh mục. Thì chúng ta thấy rằng trong đó hình ảnh của trẻ gần có những cái ngày mà chúng ta xuống đường ở ngay tại Hồng Kông có tới 100,000 sinh viên và những người dân. Đó là một hình ảnh khích lệ rất lớn và làm cho cả thế giới suốt trong hơn 10 ngày qua có hàng ngàn những cái blog, có hàng ngàn những cái trang website để đăng lên những hình ảnh đó và ca ngợi cái cách họ xuất hiện và rất là văn minh, đồng thời giữ được một cái biểu tượng, cái ý chí chung là cuộc đấu tranh bất bạo động và có tổ chức, tức là rất là những hình ảnh của anh em sinh viên trong những cái đêm buổi tối họ giúp đỡ nhau để sạc, họ có những cái toán để lo chuẩn bị về vấn đề lương thực để giúp đỡ, để giúp đỡ những người mà có thể thiếu thốn phương tiện hoặc là vẫn phải giữ tuần tự để sao kiếp giữ cho cái cuộc đấu tranh lâu dài thay phiên nhau, tức là họ có chuẩn bị, có bài bản và có chuẩn bị từ lâu, rất là thành công. Ngay cả những cái sự đóng góp của cái tổ chức mà Occupy Central, tức là cái tổ chức chiếm đóng gọi là trung tâm, và do cái nhóm người lớn hơn thì họ đã soạn ra một cái bản, cái cẩm nang bất tuân dân sự, tức là cái bản đó để nó hướng dẫn những người biểu tình. Giúp cái bản đó là do họ soạn ra hay là họ lấy của người khác anh? Không, họ chuẩn bị, cái nhóm đó họ chuẩn bị trước mấy ngày trước khi mà khởi động rồi họ đã chuẩn bị. Nếu có thể được, anh có thể tìm dùng cái bản đó, bản tiếng Anh, mà nếu có được bản tiếng Việt thì mình có thể đăng lên phổ biến trên mạng Internet cho tất cả mọi người được biết. Bây giờ thì nó cũng đã bắt đầu, nó lan truyền rất nhiều là bởi vì có một số những anh em đấu tranh dân chủ để dịch ra tiếng Việt bởi vì cái bản mà cẩm nang bất tuân dân sự đó để hướng dẫn những cái người đấu tranh trong cuộc biểu tình tại Hồng Kông, chẳng hạn những cái quy luật như thế nào, tuyệt đối không có bất bạo động, và đồng thời đưa ra những cái yêu cầu rất là cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu của trưởng khu hành chính Hồng Kông nó như thế nào, phải
thực hiện cái vấn đề dân chủ cho dân Hồng Kông. Yeah. Mà với yeah. chúng ta back lại một chút xíu là năm 1993 thì khi mà chúng ta thấy là Hồng Kông trả từ Anh Quốc thì chính quyền trung ương của Trung Cộng lúc đó hứa rằng cái việc mà tổ chức bầu cử cái trưởng đặc khu hành chính của Hồng Kông là do người Hồng Kông quyết định. Vâng. Và chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã hứa là sẽ tôn trọng quyết định của người dân Hồng Kông. Vâng. Chứ không có cưỡng chế. Yeah. Nhưng mà cho đến 10 năm sau, tức là khoảng 20 năm sau, tức là khoảng năm 2013, yeah. thì Kiều Hiểu Dương là Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đã nuốt lời. Yeah. Và đã kỳ họp vừa qua trong tháng 8 năm 2014, tức là mới đây, thì Quốc hội Trung Quốc đã đưa ra một cái thông qua một cái luật là những cái người mà ứng cử trong năm 2017, tức là trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, thì phải do đảng Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc cử ra. Yeah. Thì vẫn giống như đảng cử dân bầu. Vâng. Thành là nuốt cái lời mà từ khi chính quyền Trung Quốc long trọng hứa với chính quyền Hồng Kông và chính quyền Anh, là khi Anh trả lại cái nhượng địa Hồng Kông theo cái hồ ước lúc trước. Vâng. Là năm 1993. Thì sau đó thì chỉ tới năm 2013 thì đã nuốt lời. Yeah. Và đã đổi ngược lại 180 độ, tức là vẫn đảng cử dân bầu, thì anh vâng. Tường Thắng. Yeah. À, chính vì vậy cho nên những người trong ba cái tổ chức mà khởi xướng cái phong trào để đấu tranh bất bạo động mà đã có những cái ngày lên tới hàng trăm ngàn sinh viên và hơn yeah. nữa yeah, vâng. ở tại Hồng Kông, và đường phố vẫn giữ trật tự, và ban đêm có những hàng ngàn sinh viên họ chia phiên nhau để lượm rác, để clean up những cái nơi mà họ biểu tình, để trả lại đường phố rất là trật tự và đồng thời rất là sạch sẽ. Đó vâng. là một cái điều mà làm cả thế giới. Đặc biệt là hình như là vâng. không có một cái đập phá xe vâng. cộ hay vâng. là tài vâng. sản của người vâng. dân, phải không ạ? Vâng. Vâng, cái đó là hoàn toàn rất là tốt. Nó chỉ có là cái cuộc mà khi mà cảnh sát bắt đầu xịt những cái hơi nước hoặc là những cái lựu đạn cây yeah. và bắt đầu tạo một cái bữa hơi lộn xộn ở Mông Cốc thôi. Yeah. Còn yeah, vâng. gần như là có thể 90% cắt trên đường phố của Hồng Kông, những khu trung tâm chính về tài chính và ngay cả cái khu hành chính của chính quyền của Hồng Kông, thì sinh viên vẫn giữ trật tự và vẫn bao vây cái khu đó, nhưng mà vẫn giữ trật tự đàng hoàng, tức yeah. là biểu tình rất là ôn hòa. Đó là một cái điểm mà rất tốt. Thành ra chúng ta thấy những người đấu tranh dân chủ ở trên thế giới, riêng đối với trường hợp Việt Nam, thì người ta nghĩ rằng đây là một cái bài học rất đáng quý, và chứng tỏ rằng cái chính nghĩa nó không nằm ở chỗ là cần phải lớn, nhưng mà vấn đề quan trọng tức là cái sự trong sáng và sự làm việc nó phải có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo. Vâng. Thì qua cái cuộc biểu tình hơn 10 ngày vừa qua ở tại Hồng Kông, thì những người họ chia sẻ với nhau rằng đó là một cái sự chuẩn bị có bài bản. Yeah. Và cái thứ hai là cái sự liên kết giữa các cái tổ chức gọi là dân sự, của xã hội dân sự, họ đã phối hợp, nó không những chặt chẽ với nhau, nó có nhịp nhàng với nhau. Chẳng hạn như là trong cái bản mà Cẩm Nang Bất Tuân Dân Sự, thì họ có chia nhau là bởi vì những cái người nào mà thường thường tuổi vị thành niên, thì đôi khi ví dụ như có những cái hình ảnh, chẳng hạn như đôi lúc họ bị vi phạm một lần, chẳng hạn làm rối đường phố, họ lái xe gì đó bị vi phạm giao thông. Yeah. Nhưng mà theo luật Hồng Kông, nếu mà bị lần thứ nhất thì nó thả ra rất là dễ. Vâng. Nhưng mà lần thứ nhì nếu mà bắt lại thì người đó có thể bị ở tù 5-3 ngày. À. Và cảnh sát Hồng Kông sẽ làm khó dễ. Vâng. Cho nên nó chia ra những người đó, mà những em trẻ thì hồi xưa ví dụ lâu lâu có những cái chuyện mà hơi làm gì sơ sót trong lúc còn trẻ, thì họ phải nói thật để cho cái ban tổ chức đó họ biết, và họ chỉ dàn xếp những công việc chẳng hạn đứng sau hậu trường. Đứng sau hậu trường. À. Tức là tiếp tế lương thực. Tổ sạc pin gì vậy không? Tổ sạc pin, tổ tiếp tế lương thực. À. Hoặc là đi dán những cái affiche trên tường. À. Chứ không có được đứng ra cái hàng đầu để biểu tình. À, tại vâng. biểu tình hàng đầu cảnh sát nó sẽ chơi cái đó, nó bắt mấy người đó, nó biết. Yeah, vâng. Thì nó bắt mấy người đó thì nó làm khó dễ. Vâng. Thành ra đó là một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng và có chiều sâu. À. Không những là sự liên kết một cách chặt chẽ. Vâng. Cái thứ hai, họ có một cái cương lĩnh rất là cụ thể, tức là cái bản bất tuân dân sự. Yeah. Bởi vì cái đó nó nêu rõ cho những người biểu tình họ phải làm cái gì. Yeah. Và không bao giờ consistently, tức là nhất quán với cái lý tưởng của họ là đấu tranh bất bạo động. Yeah. Và tranh đấu từng điểm rất cụ thể. Vâng. Đó. Thành ra tôi nghĩ rằng đó là một bài học tổ chức, và nó là một cái sự liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức dân sự. Và Tường Thắng ngày hôm nay khi mà
các tổ chức sinh viên đang nói chuyện hoặc là những nhóm lãnh đạo đang nói chuyện vâng. với chính quyền Hồng Kông thì có 33 tổ chức phi dân sự, tức là NGO của Hồng Kông đã phối hợp với nhau đưa ra một cái bản tuyên bố, tuyên bố để yểm trợ và đồng thời nói lên cái tinh thần của người dân Hồng Kông, đưa ra những cái quan điểm rất là cụ thể đối với chính quyền Hồng Kông. Đó là một cái yểm trợ rất là hài hòa. Vâng. Nếu có thể được đó, anh có thể tìm dùng lại cái bản bất tuân chính sự mà bản tiếng Việt đó để chúng ta có thể phổ biến. Chúng ta hy vọng là kỳ tới thì chúng ta có dịp anh em chúng ta sẽ trình bày lại những cái bản đó dịch tiếng Việt và cái bản tiếng Anh luôn của 33 tổ chức dân sự và kể cả những cái điều mà trong cái tổ chức Occupy Central với tổ chức mà Scholarism và cái liên đoàn sinh viên và học sinh Hồng Kông. Ba cái tổ chức chính để hình thành nên cái cuộc biểu tình mà hơn 10 ngày vừa qua. Central, thưa quý vị, Central thì anh sẽ lấy được 30 giây. Central đây có nghĩa là ở Hồng Kông. Hồng Kông nó chia làm hai khu. Bán đảo Hồng Kông nằm ở giữa, ở ngoài biển. Thì cái bán đảo này nó bị Anh Quốc đô hộ 150 năm. Rồi sau đó Kowloon là Cửu Long phía bên đây. Thì nó mướn của Anh Quốc, mướn của Trung Quốc lúc bấy giờ đó là nhà Thanh, đó là 99 năm. Thì cái Central là trung tâm tài chính của Central là cái tên gọi là Central, trung tâm tài chính của Hồng Kông lớn nhất, thì nằm trên bán đảo Hồng Kông. Cho nên khi nói Occupy Central có nghĩa là chiếm lĩnh cái trung tâm Central này. Thì Central là cái tên, cho nên nhiều khi cũng rất là khó dịch cái này. Nhưng mà nói như thế thì chúng ta có thể hiểu được Central có nghĩa là cái gì ở trong trường hợp này. Kính thưa khán giả, rất tiếc vì thời gian không còn nhiều nên Tường Đăng xin và anh Thanh Hà xin hẹn quý khán giả cách sau 2 tuần nữa cũng trên đài truyền hình SBTN, và hy vọng lúc đó chúng ta sẽ có được các bản bất tuân những sự bản tiếng Việt để chúng ta có thể phổ biến khắp nơi cho trên Internet, cho đặc biệt là về Việt Nam. Xin cảm ơn anh Hà. Vâng, xin cảm ơn anh Trường Thắng, xin cảm ơn quý vị khán giả. Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Thanh Xuân xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi đó là chương trình tin tức từ Texas. Mở đầu là phóng sự tiếp tân Đại hội khóa 24 Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Hoàng Chu của đài SBTN Dallas xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở cộng đồng Dallas có một buổi hội ngộ giữa tất cả các cựu sinh viên sĩ quan khóa 24 của Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Xin kính mời quý vị theo dõi một số những hình ảnh phóng sự sau đây. Và kính thưa quý vị, nói đến một thời thì có lẽ chúng ta một thời mới lớn ai cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Ví dụ như kỷ niệm của tình yêu với vị ngọt đôi môi, hoặc là những cái cây đắng trong tình yêu. Và nói như niên trưởng của tôi là niên trưởng Phạm Văn Tiền thì là một thời lính trận, và nói như Eric Mara remarked thì một thời để yêu và một thời để chết. Tuy nhiên tối hôm nay tôi muốn giới thiệu cùng quý vị một thời của khóa 24. Chúng tôi đã từ bốn phương, tám hướng từ bỏ lớp áo thư sinh để cùng gia nhập vào Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam ở tại Đà Lạt đồi 1 năm 1 năm. Và như quý vị đã biết, Đà Lạt là một khung trời rất là thơ mộng. Đà Lạt có Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam với áo pha đỏ như màu môi con gái. Và cũng như Đà Lạt có Mimosa cho nên chúng ta mới biết rằng Đà Lạt có Mimosa, anh ép tặng em cánh hoa già. Sau khi bước qua cổng Nam Quan, các niên trưởng cán bộ của chúng tôi thật sự đã lột xác chúng tôi, đã biến chúng tôi thành những chàng thư sinh rất là yếu đuối và sau này trở thành rất là khỏe mạnh. Và như quý vị đã biết, chỉ sau 8 tuần huấn nhục, chúng tôi đã đủ sức khỏe để mà vượt lên đỉnh Lâm Viên và chinh phục được đỉnh Lâm Viên. Đó là một kỳ công rất lớn. Lễ chào cờ bắt đầu. Mới giờ đón early light was so proudly wailed at the twilight last screaming whose broad sky and bright star.
một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bạn khóa 14 đã hy sinh vì Tổ quốc hoặc đã qua đời. Phút mặc niệm bắt đầu. Và sau đây là phần giới thiệu quan khách của anh Lưu Xuân Phước. Xin mời Lưu Xuân Phước lên sân khấu. Và xin quý vị cho một tràng vỗ tay nồng nàn cho anh Lưu Xuân Phước. Kính chào tất cả các niên trưởng, các chị, các bạn và các niên đệ. Trước hết, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức để nhớ một thời khóa 24 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Xin có lời chào mừng tất cả quý viên trưởng, quý chị, các bạn và các niên đệ. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Hoàng Chu là anh Lưu Xuân Phước, là một trong những người tổ chức cái buổi hội ngộ của tất cả các cựu sinh viên khóa 24 Trường Quốc gia Võ Bị Đà Lạt. Hoàng Chu xin được chào anh Phước. Vâng, chào chị. Vâng, thưa anh, trong cái lần tổ chức này thì anh Phước có những cái điều gì đặc biệt muốn nói đến, muốn gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả hay không ạ? Thưa chị, nhân danh trưởng ban tổ chức thì chúng tôi thỉnh thoảng vài năm tổ chức một buổi họp để các bạn cùng khóa có dịp gặp gỡ. Dạ. Và ôn lại những kỷ niệm mà chúng tôi đã trải qua trong 4 năm thụ huấn ở Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Lần này chúng tôi tổ chức tại Dallas là vì các bạn ở California và các bạn tiểu bang khác muốn rằng thay đổi địa điểm để mà có một cái chỗ tổ chức khác, chứ cứ tổ chức ở bên California hoài thì họ thấy cũng nó quen rồi. Vâng. Vâng, thế thì thưa anh, vậy đây là cái lần đầu tiên là khóa 24 của tất cả các cựu sinh viên sĩ quan Đà Lạt được tổ chức tại Dallas, và ngoài ra là những năm trước đó thì là thưa anh có tổ chức ở tại những nơi nào khác hay không ạ? Thưa chị, thì trước đây chúng tôi đã từng tổ chức nhiều lần ở California, Bắc California, ở San Jose, Nam California, và lần này là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức ở Dallas. Vâng, thưa anh Phước, thì cái trong lần mà hội ngộ như thế này thì có tất cả là bao nhiêu các cựu sinh viên sĩ quan Võ Bị Đà Lạt là gặp nhau tại đây thưa anh? Thưa chị, lần này đó thì so với những lần trước thì ít hơn về kể về cái số người tham dự. Chúng tôi có tất cả dự tính là ghi tên tất cả là 50. Vâng, thưa anh, như vậy thì anh có phải cần một cái thời gian rất là lâu mà để sắp xếp cái buổi tổ chức này hay không ạ? Và cái thành phần nhân sự như thế nào thưa anh? Thưa chị, chúng tôi tổ chức thì đã chuẩn bị cách đây khoảng 7 tháng. Dạ. Yeah. Thì nhân sự là tất cả các anh em khóa 24 chúng tôi ở Dallas đều là trong ban tổ chức. Và chúng tôi kể ra thì cũng đủ người để mà lo tất cả mọi việc và phụ giúp với nhau, người thì lo việc này, người lo việc khác, thì kể ra thì cũng đủ 11 người thì kể cũng đủ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lưu Xuân Phước rất nhiều ạ. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Hoàng Châu là cựu sinh viên sĩ quan Đà Lạt khóa 24 anh Võ Kỳ Phong đến từ California. Hoàng Châu xin được chào anh. Dạ, kính chị và kính chào quý vị khán giả. Thưa anh, Hoàng Chu được biết là lần này là một cái buổi hội ngộ của tất cả các cựu sinh viên của khóa 24. Thì cái phái đoàn của các anh là qua bên Dallas lần này là thưa bao nhiêu người thưa anh? Bên Cali qua ở các vùng khác nhau. Có anh ở đi từ vùng San Francisco. Tôi và một người bạn nữa đi từ Orange County. Yeah.
Và kết thúc chương trình là phần phát biểu của niên trưởng Nguyễn Tống Hiến, khóa 20, cựu sinh viên sĩ quan đại đội trưởng đại đội G của Trường Quân Y Quốc gia Việt Nam. Kính mời niên trưởng Nguyễn Tống Hiến. Xin thưa các viên trưởng và quân khách cùng toàn thể anh chị em khóa 24. Đây là lần thứ hai tôi được sinh hoạt với đại gia đình khóa 24. Tôi sẽ lấy lại bình tĩnh và ôn lại một vài kỷ niệm. Tôi làm như có cái duyên nợ với khóa 24 này. Còn cái duyên nợ trong tù thì kỳ họp mặt vừa rồi ở bên Garden Grove. Vâng, bây giờ đứng trước như thế này, sau khi đã kể qua một vài cái duyên nợ đối với khóa 24, thì tôi thấy tôi có một cái cảm giác như là trở về mái nhà xưa. Khán giả vừa xem xong một số những hình ảnh của buổi hội ngộ các cựu sinh viên sĩ quan Đà Lạt khóa 24. Hoàng Chu xin hẹn lại tất cả các quý vị trong lần phóng sự tới. Cảm ơn quý khán giả đã giữ màn ảnh của đài truyền hình SBTN Texas. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng trở lại với phần cuối của ngày hôm nay. Đó là chương trình tin tức từ Texas với phóng sự buổi lễ dân y tại chùa Đạo Quang. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, đại lễ dân y Katina được các chư tăng ni tổ chức trong vòng một tháng sau mùa an cư kiết hạ. Đại lễ dân y Katina thể hiện đại hạnh của Đức Bố Thí, hộ trì Tam Bảo của hàng thiện tính, là một thắng duyên gieo trồng hạt giống Bồ Đề trong ngày vị lai. Thưa quý vị, đến dự đại lễ dân y Kasa Katina năm nay tại chùa Đạo Quang có rất đông quý Phật tử trong vùng. Những hình ảnh quý vị đang theo dõi là phần lễ trai tăng. Các Phật tử cung kính dâng thức ăn chay lên các chư tăng ni và cúng dường trai tăng. Thương xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SVTN. Thu Hương đang có mặt tại chùa Đạo Quang Gala, và như quý vị cũng biết là sau 3 tháng an cư kiết hạ hàng năm thì các chư tôn đức tăng ni tổ chức lễ dân y Kasa Katina. Và bây giờ, Thu Hương xin kính mời quý vị theo dõi đại lễ dân y Kasa Katina tổ chức tại chùa Đạo Quang Garland. Đúng 12 giờ 45 phút, các Phật tử trên tay cầm tứ vật dụng và đầu đội y Kasa thành kính đi nhiễu Phật 3 vòng xung quanh chùa trong tiếng tụng kinh liên tục và âm vang. Đây là một hình ảnh rất thiêng liêng và cảm động trong mỗi đại lễ dân y của Phật giáo. Sau khi đi nhiễu Phật 3 vòng xung quanh chùa, các Phật tử tập trung trong chánh điện, cung thỉnh các đức chư tăng ni quang lâm chánh điện. Ba hồi chiên trống bát nhã. Đoàn lân long hổ biểu diễn trước Phật đài những tiết mục rất đẹp mắt.
thống nhất tấm lòng công từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên đạo cùng vui trong anh đạo và dân người phong phương tham gia đón chào Phật giáo Việt Nam. Lễ dâng hoa Tam Bảo. Bu chen
ban đạo ca hát những bài hát Phật giáo mang ý nghĩa trong mùa dân y Kathina. Những hình ảnh quý vị đang theo dõi là phần Chư Tăng Ni hành lễ thọ y. Hiểu rõ bức thiện thâm cao của lễ dân y Kathina, cho nên tấm y Kathina ấy ví từ trên không rơi xuống dẫn y từ chư vị cư tăng, không dành riêng cho một vị nào cả. Kính bạch chư đại chúng ta, y Kathina được phát sanh đến tăng rồi, tăng nên giao cho vị vị cư nào có Kathina. Tuy khu nào có y cũng tăng lên lâu y cho vị ấy. Kính bạch chư đại chúng ta, chư cư ở đây không có vị nào có y đắc y cụ cả. Vậy tăng nên giao y Kathina cho vị trưởng lão. Vậy thì dân y Kathina này đến cho ngài tìm đức với cử tri khu nô. Nếu chư tăng hay vị nào có ý kiến khác thì xin hãy nói lên giữa chư tăng. Nếu xét thấy bài lè thì xin hãy giữ lặng thinh. Như vậy là chư tăng đồng thuận dân y Kathina này đến cho ngài tìm đức với cử tri khu nô rồi, xin chư tăng đồng nói lên lời văn hiến xà thú. Sau đây thì xin phép chư tăng được tiến hành tăng từ. Quý vị đang theo dõi là phần dân y của các Phật tử. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tường trình về đại lễ dân y Kasa Kathina tổ chức tại chùa Đạo Quang Garland. Thu Hương tường trình từ Garland, Texas. Quý khán giả vừa theo dõi những bản tin từ Texas và phần này đã kết thúc cho chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Thanh Xuân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý khán giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn thật nhiều bình an. Xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 24 tháng 10 năm 2014. Cuối tuần rồi, anh Dũng có gì vui hay không? Chào mọi người, một kính chào khán giả SBTN. Anh nói vậy anh hơi xúc phạm tôi, bởi vì không đợi đến cuối tuần mà ngày nào tôi cũng vui hết. Thật là anh nghe có vẻ hơi bị chảnh. Nhiều khi tôi gọi là tiếng Anh, mà tiếng Anh đường phố gọi là lemon question. Lemon là trái chanh, người question là dấu hỏi, chanh hỏi chảnh nha. Đó là tiếng trong nước họ xài. Tôi hơi chảnh chút xíu, nhưng mà thật sự quý vị không ngày nào mà buồn hết. Mình đừng để cái nỗi buồn nó làm cho mình khó chịu. Tôi thì không nhờ anh chảnh đến thế. Không, có những cái mình không nên chảnh, có những cái mình nên chảnh. Chẳng hạn như lúc nào mình cũng vui hết, vào làm cho mọi người vui thì mình nên chảnh chứ, đúng không? Tại sao lại buồn? Cuộc đời nó ngắn lắm anh theo. Ngày xưa ta sống có 60 năm thôi, bây giờ nghĩa là 100 năm cũng vẫn còn ngắn. Thành ra chúng ta thôi cứ vui được cái nào. Đúng ra cái tuần này là có rất nhiều niềm vui. Vâng, đó đúng như vậy. Chuyện anh Điếu Cày tự do của Hoa Kỳ là không những là anh em chúng tôi mà cả cộng đồng chúng ta đều vui với chuyện này. Dạ. Tiếp tục chương trình sáng hôm nay là cái sự kiện cũng liên quan những vấn đề mà mấy ngày hôm nay chúng ta bàn cãi, cũng như có một vị khán giả gửi vào cho chúng tôi, đúng không Nội Dung? Nói vấn đề anh Điếu Cày và những cái thỏa thuận mà giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và bây giờ lại tin tức lại từ từ mới lại lòi ra nhiều chuyện mà chúng ta thấy
nó nghiêm trọng đại hơn những gì mà chúng ta nghĩ. Xin mời anh Đỗ Dũng. Thưa quý vị, ngày hôm qua nhóm tôi có đề cập cái chuyện là trong khi anh Điếu Cày bay qua Mỹ á, thì bà Amy Schirai, phụ tá, phó phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ đến Hà Nội, bay đến Hà Nội. Trước đó thì chúng tôi phát hiện ra là ông Tom Malinowski, ông này lại là một coi như là phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, cũng có mặt Hà Nội. Ngày hôm nay chúng tôi phát hiện ra là cũng trong ngày 21 là ông Michael Fortman là đại diện thương mại của Mỹ cũng có mặt ở Hà Nội, thưa quý vị. Đây thưa quý vị, và ông này sau khi gặp ông Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ít kiến, ông đã hiệu hội kiến ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Quý vị thấy không? Ông Fortman là thành viên nội các của Hoa Kỳ, tức là tương đương với Bộ trưởng. Hai người kia, một người là Phó Phụ tá Bộ trưởng, một người là Phụ tá Bộ trưởng. Quý vị thấy không? Đây đều là những người cao cấp. Ba người này đến trong vòng có 2 ngày, 21, 22, trong khoảng thời gian. Riêng cái ông Malinowski thì ở lâu hơn, ở tới 4 ngày, từ 22 đến 26. Đó. Thưa quý vị, ông Fortman đến là làm gì? Nói chuyện với Vũ Văn Ninh về gì? TPP. Ông Malinowski nói chuyện về nhân quyền, nói chuyện về các tổ chức dân sự xã hội, nói chuyện về thúc đẩy Việt Nam phê chuẩn công ước chống tra tấn cũng như quyền lợi cho những người tàn tật. Bà Shirai đến nói chuyện gì thì quý vị biết rồi, bà bên Bộ Quốc phòng thì chắc quý vị biết. Không nói chuyện gì ngoài chuyện vũ khí đó và tàu bè. Quý vị thấy không? Bốn nhân vật. Ở Việt Nam một nhân vật Điếu Cày đi ra, một nhân vật nổi tiếng nhất trong giới đấu tranh ở Việt Nam. Cả cộng đồng Việt Nam chú ý, cả thế giới chú ý. Thì có ba nhân vật khác đi vào. Không ai biết. Không ai biết cả. Quý vị thấy không? Ra một mà vào thứ ba. Mà đều cao cấp như nhau cả. À, có thể nói anh Điếu Cày là coi như cao cấp nhất trong giới đấu tranh hiện nay. Mình có thể tạm gọi như vậy. Và ông kia cao cấp không phải là nhất, nhưng mà là cũng thuộc lại hàng gọi là cao cấp. Nào, quý vị thấy. Đây là những cái cho chúng ta thấy rằng nó có những gì ongoing ở trong, nó đang xảy ra. Và nó cho thấy một cái điều là Mỹ và Việt Nam đang tiến gần, rất gần trong nhiều lĩnh vực, nhân quyền, vũ khí và thương mại, rồi quốc phòng và thương mại. Quý vị thấy ba cái điều đó. Đổi lại thì anh Điếu Cày đi ra, thấy không? Và ngày hôm qua anh Mai Phi Long, ngày hôm kia Mai Phi Long cũng nói là có lẽ là đây là cái điều anh Điếu Cày anh hiểu, có lẽ thôi, và chấp nhận cái chuyện đó để mà Mỹ Việt Nam gần nhau hơn, để chống Trung Quốc. Và tôi có nói nếu đi đúng hướng đó thì cũng là một cái điều tốt. Thế mà thưa quý vị, cuộc đời nó đơn giản như thế. Đi một vào ba, nhưng mà sắp sửa có một vào, một này mới ghê đó. Một đó là gì đây? Kinh hoàng lắm thưa quý vị. Kinh hoàng. Ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết 27 tây sắp tới ông Dương Khiết Trì sẽ trở lại Việt Nam. Wow, đây. Đây, chúng ta nhớ cặp mắt như là ánh mắt và màn hình viên đạn của ông Phạm Bình Minh khi mà tiếp ông Dương Khiết Trì sau trong cái vụ kiện và Giàn Khoan. Vâng, không phải là màn hình viên đạn mà màn hình bom đạn. Bom đạn. À, chứ không phải là viên đạn không. Thưa quý vị, ông Dương Khiết Trì trước đây là ngoại trưởng của Trung Quốc, và bây giờ ông là giống như phó chủ tịch Quốc vụ viện, đặc trách về ngoại giao, tức là còn là đàn anh của Vương Nghị đó. Theo anh, ông Vương Nghị, ông Dương Khiết Trì qua Hà Nội kỳ này để làm gì? Thưa quý vị, chúng ta thấy có rất nhiều chuyện mà ông Vương Nghị cần phải có mặt ở Việt Nam. Mà thưa quý vị, chúng ta thấy nhiều chiêu trong thời gian vừa qua. Thứ nhất, chiêu số 1 mà quý vị để ý là ông Phùng Quang Thanh dắt 13 tướng qua Trung Quốc. Vâng. Nhưng ông Nguyễn Chí Vịnh là dắt 12, anh dắt 12. Ông là 13. Ông Nguyễn Chí Vịnh là một nhân vật vô cùng quan trọng mà đều có mặt trong tất cả các chuyện mà điều đình giữa Trung Quốc lẫn cả thế giới Tây phương. Mà lần này ông Nguyễn Chí Vịnh lại không đi. À. Rốt cuộc chúng ta bây giờ mới biết là ông Nguyễn Chí Vịnh ở nhà đợi đón phái đoàn Hoa Kỳ. Tôi tiếp một phụ nữ. Tôi tiếp phụ bà nữ. Bà Amy Schirai, tôi tiếp phụ nữ. Thì bây giờ tiếp bà này, và trong cái thời gian này chúng ta thấy ông Điếu Cày đi ra khỏi Việt Nam. À. Rồi sau đó ba nhân vật cao cấp của Hoa Kỳ vào, mà những vấn đề mà toàn quan trọng không quý vị. TPP liên quan hồ sơ nhân quyền, vũ khí sát thương. À, là đây là những cái chuyện mà thứ nhất cái nào cũng là vòng vây Trung Quốc cả. Vâng. Thì bây giờ thì tôi, ông Dương Khiết Trì Trung Quốc phải gửi người bay vào Việt Nam ngay để coi các anh nói chuyện gì đây. À, các anh chúng ta cần bàn thảo cái gì nữa hay không. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy giống như là một cái game, tất cả đã được set up, và bây giờ có một bên nào đó chống lại cái setup này. Đây là cái game mọi người đang chơi với nhau. Vâng. Và tìm cách để giành phần thắng cho nhau. Và bây giờ như thế, chúng ta nhìn sao trong cái chuyện cái game này chú? Rõ ràng là chúng ta thấy một cái điều mà có lẽ là nhiều người không thích, nhưng mà sự thật nó đang xảy ra. Có vẻ như
Hà Nội đang được Washington và Bắc Kinh ve vãn. Có vẻ nhá, tôi dùng chữ có vẻ, trong cái thời điểm này, quý vị thấy không? Sau khi ông Phạm Bình Minh đi qua Mỹ gặp ông John Kerry, quý vị còn nhớ không? Nhớ quý vị nhớ cái chuyện này quý vị thấy. Ông Phạm Bình Minh đầu tiên qua là qua New York để mà dự hội đồng, đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Không thể gặp ông John Kerry, bởi ông John Kerry mặc dù cũng ở đó, nhưng ông John Kerry vướng cái vụ bên Syria. Cuối cùng ông Phạm Bình Minh phải bay qua Ottawa thăm Canada rồi mới trở về lại DC để gặp ông Kerry. Ông Kerry là cái tha gì mà chúng tôi phải đi đường vòng như thế, xong New York tôi đi về rồi ông không gặp tôi là tôi đi chỗ khác, tôi mắc mớ tôi phải đi một vòng tôi lại gặp ông. Có vấn đề trong đây. Chúng ta đủ thấy rằng là lúc đó Việt Nam rất cần gặp ông Phạm Bình Minh, rất cần gặp ông John Kerry. Lúc đó là ông Vương Nghị đang ở Washington đi ăn được gì thì gì không, nhưng mà cái chuyện đó là riêng, nhưng mà tôi nói cái chuyện mà gặp á, và chúng ta nhớ chuyện gặp ông Phạm Bình Minh mà gặp ông John Kerry là cái chuyện đó đã nói lâu rồi. Phải nói lúc đó là theo người Mỹ ta gọi là Việt Nam coi như desperate này, rất là cần cái chuyện này gặp ông Kerry. Ông Kerry cho món quà là hey, chúng tôi nới lòng không bật vũ khí, quý vị thấy không? Thế thì bây giờ đó, qua những cái chuyện này rồi, như anh Long nói là Việt Nam, chúng ta thấy là Việt Nam trước khi đón ba cái hai ông kia và một bà vào Mỹ, và trước khi thả anh Điếu Cày đi á, chúng tôi gửi 13 tướng qua bên Trung Quốc, trong đó đứng đầu là anh tướng Bốn Sào của chúng tôi. Nhưng mà thấy bên Mỹ có vẻ cũng làm mạnh quá, thì giờ Dương Khích Trì qua, chúng ta chưa biết Dương Khích Trì qua để làm gì. Có thể qua để mà cảnh cáo Việt Nam ấy trở lại gần nhé, và cũng có thể qua bảo này em cần gì anh cho thêm em bớt em đừng lấy đồ Mỹ, chúng ta không biết đâu, đâu đó chuyện đó. Nhưng mà nói thì nói như vậy, riêng quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam lúc nào cũng có những trắc trở. Giữa Việt Nam Trung Quốc nó có cái trắc trở về cái tranh chấp Biển Đông, mặc dù Việt Nam Trung Quốc rất là thân với nhau, ít nhất là trên mặt gọi là bình diện, gọi là bên ngoài. Nhưng bên trong nó cái cản trở là cái vấn đề mà Biển Đông. Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay đang thân thiết, nhưng có cái cản trở lớn nhất là vấn đề nhân quyền. Và ngày hôm qua thưa quý vị, đã có một sự kiện xảy ra khá đặc biệt liên quan đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và cái này do phía hành pháp đưa ra cũng khá là quan trọng. Mình không biết là nó sẽ tới đâu, nhưng chuyện đó là chuyện gì thưa anh Long? Thưa quý vị, có 8 danh biểu ở tại Hạ Viện cũng như là Thượng Viện, 8 danh biểu lưỡng viện cộng hòa lưỡng đảng đã gửi một lá thư đến ngay ông Michael Forman, là cái người mà đến Việt Nam trong ngày vừa qua, nhắc nhở là ông nên chỉ cho Việt Nam gia nhập đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương khi mà chính quyền Hà Nội cải thiện nhân quyền một cách rõ ràng. Vâng. Đó là, và trên và 4 thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa thì cũng thúc giục Tổng thống Barack Obama không bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nếu không cải thiện nhân quyền. Nhưng mà cái chuyện này thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái tiếng nói, chúng tôi không biết rằng là có thật sự hay không. Vâng. Tôi thì thắc mắc là chuyện 4 vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đưa cái nhắc nhở Tổng thống Barack Obama thì nó lại trái ngược hẳn hoàn toàn. Một vị senior thượng nghị sĩ đó là thượng nghị sĩ John McCain. Vâng. Cách đây không lâu ông qua Việt Nam, ông tuyên bố sẵn rồi là Việt Nam đã cải thiện nhân quyền, bây giờ vâng, chúng ta chuẩn bị live on, vâng, chúng ta giải tỏa cái lệnh này. Thì cái chuyện này anh tôi không biết dùng sao, một ông là thứ dữ đi qua Việt Nam tuyên bố câu xin rồi nhé, bây giờ là 4 ông thì đưa lên cái chuyện này, có phải là chỉ là nói cho nó tôi nghi ngờ ông Marco Rubio ở Florida, ông John Cornyn Richard, ông John Bushman ở Arkansas và ông David Victor ở Louisiana, 4 ông này đáng lý ra khi mà ông John McCain đi qua Hà Nội về đó, 4 ông này phải viết cái thư này tuyên bố hey anh McCain anh đừng nói vậy, tôi hoàn toàn phản đối McCain. Ấy ở quốc hội quý vị có quyền làm chuyện đó, tôi không phải là thành viên quốc hội nhưng mà tôi biết tôi làm được chuyện đó nếu tôi là thành viên quốc hội. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, phải đưa ra một thư phản đối cho mặt kênh ngay lập tức. Tại sao ông làm cái chuyện đó, không được nói như thế. Để bây giờ ba người kia sang rồi ông Điếu Cày đi về bên này rồi là cải thiện rồi mới quý vị mới cái xe nó đang đi xuống dốc nó đang vào quý vị mới lấy thắng, quý vị thắng lại. Thắng có kịp hay không? Chúng ta hy vọng, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cũng phải nói thật. Đến lúc này nhiều khi chúng ta phải nói thẳng mấy chuyện này ra. Việc làm các vị dân cử Mỹ hoàn toàn cũng ủng hộ, nhưng mà tại sao làm lúc này? Hình như còn có hơn tuần nó bầu cử thì phải. Đó là cái chúng ta thắc mắc. Chúng ta không nói là mấy người này xấu, nhưng mà những người này làm đôi khi làm chúng ta cũng một số người bực mình. Tại sao những lúc cần anh không làm, lúc mà gọi là quá trễ mà anh làm? Thành ra cái chuyện này chúng ta cũng phải để ý. Tất nhiên đây là tiếng nói của bên hành pháp thôi, chứ bên lập pháp thì gần như họ đã chuẩn bị đâu đó hết rồi.
Đây là tiếng nói bên lập pháp thôi. Lập pháp bên hành pháp đã mọi hành pháp là gần anh thấy không? Nếu không làm sao có ba. Anh nên nhớ trong những ngày qua cái chuyện anh điêu cày là do Bộ Ngoại giao Mỹ thương thuyết với lại Việt Nam trong mấy tháng qua. Bộ Ngoại giao Mỹ là bên hành pháp chứ không phải bên lập pháp. Không biết họ có hỏi ý kiến các vị yên biểu hay không, chúng tôi không biết. Nhưng mà đây là chuyện của hành pháp. Và hành pháp họ giờ họ đang lo cái chuyện TPP. Họ đang lo cái chuyện tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ bằng cách bán bớt vũ khí cho các nước khác. Bên lập pháp, quý vị có quyền lên tiếng và quý vị có thể dùng cái quyền quý vị để ngăn cản hành pháp với những chuyện mà lập pháp cho rằng không có lợi cho nước Mỹ. Quý vị ngăn tay từ sớm, từ đầu khi mà ông John McCain mà ông đi qua đó, đó. Hay là mấy ông kia đi đó, cái ông gì? Ông Patrick Leahy. Rồi mấy ông Ocean nhiều lắm đi qua đó, chả ai nói gì cả. Bây giờ đi về đây. Ba cái ông cao cấp ngoại giao quốc phòng với lại thương mại đi qua rồi là sắp sửa cái là gạo sắp nấu thành cơm rồi, mới bảo là tắt lửa đi. Không biết có tắt được hay không. Tôi thì tôi thấy rằng là chắc anh Dũng cũng nhắc cho quý khán giả thấy rằng là những cái game này được gài từ khá lâu thưa quý vị. Anh Dũng nhớ là khi đáng lẽ ông Phạm Bình Minh qua Hoa Kỳ mà không qua đưa ông Phạm Quang Nghị. Ông Phạm Quang Nghị chúng ta nghĩ là ông ta chơi cái trò là không có có hay là hết chụp một cái hình mà McCain bị bắt tặng lại cho McCain, nhưng mà rốt cuộc McCain lại thưởng lại thưởng cho các là không có thay đổi về nhân quyền. Rồi còn đây xa hơn, ông Trương Tấn Sang mà đi qua Hoa Kỳ cách đây hơn năm. Vâng. Đã gặp ông gì anh? Ông Menendez ở tại... Ông Robert Menendez, chủ tịch Ban Ngoại giao Thượng viện. Có nghĩa rằng là cái nơi mà đang thụ lý luôn sự luận quyền Việt Nam. Có nghĩa là game đã set up từ khá lâu rồi ạ. Vâng. Khi mà mấy ông đó đi vào Quốc hội, tôi không hiểu sao tôi không thấy mấy ông thượng nghị sĩ để với dân biểu này đưa cái thông cáo chính thức phản đối tiếp với phái đoàn này. Tôi không thấy. Thành ra đây chúng ta phải để ý người Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ là cử tri Việt Nam và cộng đồng Việt Nam chúng ta bây giờ đã trưởng thành nhiều rồi. Không còn cái thời mà cách đây mấy chục năm nữa là ai nói gì chúng ta cũng nghe. Thật sự chúng ta phải lên tiếng với cái chuyện này. Và chúng ta phải chú ý. Phải chú ý. Xin vị tiếp tục những màn hình SCTN. Anh em tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục với băng tần của SCTN. Tiếp tục với chương trình sáng ngày hôm nay. Trước khi đi tiếp thì chúng tôi gửi đến quý vị một tin vui cho cộng đồng Việt Nam. Xin mời anh Đỗ Dũng. Tin vui này do khán giả Phương Nguyễn gửi đến. Thưa hai anh, tôi vừa đọc tin tức trên Yahoo cho biết là cô Nina Phạm đã hết bệnh và được ra về. Rất vui mừng, cảm ơn khán giả Phương Nguyễn rất nhiều. Và chúng tôi đã check cái tin ngay lập tức. Xin mời anh thân cho cái hình cô Nina Phạm lên. Thực ra bản tin cho biết là sẽ được về nhà ngày hôm nay. Chưa biết ra về lúc nào thì chúng ta cũng biết là cô Nina Phạm là bị nhiễm bệnh từ công đơn cân. Cái bệnh nhân đã chết ở bên bệnh viện ở bên Dallas và sau đó cô được đưa qua bên National Institute Health ở tại Bethesda ở bên Maryland từ hơn một tuần nay và tình trạng của cô bữa nay đã khá nhiều. Và bản tin của tờ Baltimore Times cho biết là cô sẽ được về nhà ngày hôm nay. Không phải là về nhà mà được về lại bên Texas rồi cái là chữa trị tiếp, nhưng mà nói chung là tình trạng sức khỏe của cô rất là tốt bây giờ. Đây là cái tin vui trong sáng ngày hôm nay liên quan đến cô Nina Phạm. Và trong những ngày vừa qua, không những là đồng bào của chúng ta ở tại Hoa Kỳ, mà tôi đọc trên các trang mạng thì hầu như là người Việt Nam khắp nơi trên thế giới đều rất quan tâm đến sức khỏe của cô Nina. Và cũng đã có cái người bạn của cô cũng đã mở một cái trang để mà gọi là kêu gọi một cái trang mạng để kêu gọi sự quyên góp giúp đỡ cho cô. Thì chúng ta biết một người khi bệnh tình như thế, trong thời gian đó là không biết chừng nào sẽ được hết bệnh, rồi biết bao nhiêu cái nghĩa vụ mà mình phải làm về tài chính, về nẹo này kia thì đương nhiên sẽ gặp khó khăn. Thì đã biết bao nhiêu người đã giúp đỡ cho cô. Thì đây là một cái tin vui sáng ngày hôm nay. Và trở sang anh có tin gì? Hình như nếu tôi không lầm, đây là cái bệnh viện người ta đang chuẩn bị sắp sửa có một cuộc họp báo nói về trường hợp của Nina Phạm. Đúng rồi. Xin anh thân chuyển sang cái màn hình SBS đây. Đây là cái người ta đang chuẩn bị đây, National Institute of Health. Và có thể trong vài phút nữa chúng ta sẽ thấy đây là họp báo, báo chí họ đang chờ đợi rất là đông. Tôi nghĩ rằng sẽ nếu mà có 11 rưỡi giờ mới đó. Thì đó không, 11 rưỡi giờ đó. 11 rưỡi bên kia tức là 8 rưỡi bên này. Rồi bây giờ họ đang bên chuẩn bị. Bây giờ người ta đang chuẩn bị và người ta sẽ có họp báo nói về tình trạng sức khỏe của cô Nina Phạm. Thì nếu có cái gì chúng tôi sẽ chuyển qua màn hình ngay cho quý vị. Thì quý vị thấy đây là truyền hình trực tiếp từ bên Maryland. Và
đó là cái nói về tình trạng sức khỏe của cô Nina Phạm. Xin cảm ơn khán giả Phương Nguyễn rất là nhiều đã gửi chúng tôi cái bản tin nhắc nhở này. Xin mời Long tiếp tục chương trình. Và trở lại chương trình, thưa quý vị, có một cái bản tin. Chúng tôi đọc cái bản tin này, tôi nhớ là một số người khi mà chúng tôi vừa đến Hoa Kỳ có nói chuyện là có hai loại người mà ở Hoa Kỳ này là bị ghét nhất và vậy mình phải tránh nhất. Thứ nhất là những người bán xe. Thứ hai là các luật sư. Và bây giờ tôi đọc cái bản tin này tôi lại nhớ cái chuyện đó, nhưng mà thực hư ra sao mời anh Đỗ Dũng. Thưa quý vị, chuyện này nó xảy ra từ năm 2008 nhưng mà bây giờ nó được giải quyết chính thức. Đó là năm 2008, anh chàng gọi là Anthony Warren, một người Mỹ da đen, đã bị bắt. Anh này đây, nhưng mà xin cho có quý vị, tại sao anh bị bầm mặt là bởi vì anh này đây chạy xe bị cảnh sát dí, anh không ngừng lại và anh chạy tiếp và anh đúng ông cảnh sát đây, cái người cảnh sát mà quăng cái dây ra định cho cán cái xe đó, để cho xe dừng lại, thì anh cán người cảnh sát này luôn và anh bỏ chạy, chạy đi một hồi anh đúng vào một cái xe bus và một cái xe khác và cái xe anh bị lót tung vèo đây và văng ra khỏi xe luôn. Đây là quý vị coi, anh bay ra khỏi, bay ra luôn, năm ông cảnh sát xuống đập anh này thế thảm, wow, anh bầm mặt luôn, đã chưa đó quý vị thấy không, nhào vô anh. Và đương nhiên anh này bị bắt và cuộc băng video này đã làm cho năm ông cảnh sát này mất việc. Anh này bị vô tù, bây giờ bị án 20 năm vì cái tội là cố sát khi mà cán ông cảnh sát kia, cũng như gây là mất an toàn trong đối với công cộng. Nhưng mà từ 2008 đến giờ là bao nhiêu? 8 năm, 6 năm. Bây giờ vụ này mới xong và đây là những vị luật sư của anh này, ba người luật sư. Thì hôm thứ ba vừa rồi, thành phố Birmingham, tức là thành phố mà nơi xảy ra chuyện này đó, năm ông cảnh sát Birmingham thì bị đuổi rồi. Bây giờ thành phố mới gọi là dàn xếp cái vụ kiện này, mà bây giờ mà để kiện lâu quá thì thành phố chịu không nổi cho luật sư phí. Thôi bây giờ dàn xếp bồi thường, không phải là bồi thường, mới dàn xếp trả khoản tiền. Thì thường thường thưa quý vị, các cái vụ kiện ở luật ở Mỹ này dàn xếp thì người ta không có bồi thường, mà người ta chỉ trả những khoản tiền mà chi phí. Nếu bây giờ anh Lâm với tôi muốn nói, tôi biết là tôi thế nào cũng thua anh Long, mà bây giờ kiện nữa thì tôi sẽ thua nữa, thì tôi nói anh Long thôi, bây giờ ngưng kiện đi, tôi với anh bỏ qua. Thì anh Long bảo ok cũng được, anh phải đền cho chúng tôi một khoản nào đó tượng trưng hay là chấp nhận được, và anh phải trả tất cả chi phí luật sư phí và tiền giấy tờ của tôi. Thì trong vụ này thưa quý vị, cái anh chàng Anthony Warren đó được đền có $1,000, thành phố đền có $1,000, nhưng mà tiền chi phí và luật sư phí của ba luật sư này là bao nhiêu anh biết không? $459,000, gần $500,000 thôi quý vị. Trong đó $100,000 là tiền giấy tờ, tiền gọi là công án, là làm tài liệu đi in ấn rồi này kia, quay phim rồi nơi phân tích, và $359,000 là luật sư phí của ba ông này. Quý vị thấy kinh hoàng không? Tại vì đó, khi cho nên quý vị để ý đó, luật sư đó khi quý vị kêu mà họ kiện cái gì đó là họ đều nhào vô hết. Họ, và nếu họ thấy rằng cái vụ này có thể thắng là họ vô liền. Và họ càng kéo dài họ càng khoái. Và đến một lúc nào đó các cơ quan chính phủ nó chịu không thấu nổi, bảo thôi chúng ta ngừng đi chứ bây giờ. Tại vì lúc đó là cơ quan chính phủ họ biết nếu mà cuối cùng cơ quan chính phủ mà thua đó, thì không những anh bị đóng cái số tiền thua mà anh phải đóng, anh trả luôn cả các luật sư phí và cái chi phí cho bên kia. Thì nó kinh hoàng lắm. Thành ra tôi nghĩ rằng tôi làm nghề này sai, biết vậy tôi đi học luật anh ạ. Tôi cũng vừa làm là sướng sướng, tôi làm là tôi chỉ có chi phí luật. Có một số người gọi là nói móc, nói với chúng tôi rằng cái nghề luật sư là cái nghề thứ nhất là đầu tư trên nỗi đau người khác, thứ hai là đầu tư trên tội ác mà kiếm ra tiền. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy cũng giống như nói như thế cũng hơi oan như vậy. Vâng. Tôi thì tôi thấy là những người luật sư là người rất là thông minh. Tất nhiên, từ tất cái nhiên. Chuyện nhỏ này mà thế mà từ cái chuyện không có tiền mà mình đầu tư là rốt cuộc mình mang một đống tiền về. Vâng. Thì cái chuyện là quá hay. Thì đó là cái chuyện mà tôi thấy là trong xã hội Mỹ, tránh kiện cáo là tốt nhất, để đến kiện cáo là phiền vô cùng. Và khi nếu mình nằm phải cái bên thua đó, nó có cái chỗ này đó quý vị, nó có cái chỗ này đó. Nhiều khi mình bên thua rồi đó, mình mướn ông luật sư đó, nhiều khi mấy ông á, những ông mà đàng hoàng với ông, tôi nghĩ là không thắng đâu, thôi chúng ta thua đi. Còn nhiều ông bảo ấy để cố gắng mà cứ càng cố gắng như thế đưa mớ tiền tốn ông luật sư, rồi chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ thắng. Chúng ta bảo, sao ông lại làm tôi không làm không đáng, thôi cho nghỉ, tôi muốn ông khác hay hơn. Lại cứ thế trồng chất, rồi cuối cùng là đi vào con đường là thua và khánh tận luôn. Thành ra cái này cũng phải để ý trong cái chuyện đó. Nhất là những trường hợp ly dị không anh Dung? Ôi trời những cái chuyện mà chúng tôi cứ nghe những người mà đã trải qua rồi nói rằng là
nếu mà ai mà chẳng may vào trường hợp này thôi, cứ là thỏa thuận nhau sớm, càng sớm càng tốt. Vì càng đưa thì là hai luật sư, cả hai bên, bên cho bên bà, bên ông nào cũng tìm cách moi hết cái bên đúng kia. Vậy, thế thôi. Mỗi lần moi như thế là tiền vào luật sư phí. Chắc rốt chắn. Cuộc xong chuyện là cả hai người ly dị đó xong, vừa mất gia đình, vừa mất everything, rồi mất luôn mọi thứ. Không, tôi nghĩ như vậy nhiều khi cũng hay, khi mà mất hết mọi thứ, con người ta lại thương yêu nhau hơn, là có khi hai người lại không ly dị nữa, lại tái hợp lại. À cũng lại. Đó nghĩa là cái giá. Đó có cái giá mà như vậy là nghề luật sư vậy là tốt cái điểm đó, chứ mà là không đó. Cho chúng mày khánh tận luôn, được khi đó chúng mày mới gọi là cái gì, tiếp lầu tranh hai cái tim vàng ấy, nhớ không? Tiếp lầu tranh hai cái đó, nhiều khi có khi lại được á. Vậy thì anh nên mở một cái business là cho vô sống tiếp lời tranh trước. Đúng khi vậy. Mà nhiều khi lại thay đổi suy nghĩ. Một câu chuyện khác cũng khá là thú vị. Vâng, trước khi qua câu chuyện đó anh. Đây, thưa quý vị, tân chuyển qua màn hình CBS. Đây, Nina Phạm đang bước ra, thưa quý vị, với các vị bác sĩ của Viện Nghiên cứu Sức khỏe tại Bethesda, Maryland. Chắc anh mở cho chúng tôi cái lời... Đây, chúng ta thấy cô Nina Phạm mặc áo màu xanh dương lợt. Chắc đi bên hai bên chắc là thân chắc nhân người nhà. Vâng, đây. Good morning, everyone. I'm Francis Collins, the director of the National Institutes of Health. It's my privilege and pleasure to welcome you to a very special moment in the life of this remarkable institution. Chúng tôi rất là hân hạnh đón chào quý vị đến trong trường hợp ngày hôm nay. Guest of honor, who will be introduced in a few moments by Dr. Fauci. I do want to recognize. Oh, okay, part of the medical team among them, really distinguished. Vị bác sĩ này cũng giới thiệu phía sau ông là gia đình Nina Phạm và những người bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho cô trong những ngày qua. We have Dr. Rick Davey, Dr. Cliff Lane, Dr. Tara Palmore. Và ông đang giới thiệu các bác sĩ. Dr. John Gallen, the director of the NIH Clinical Center. Chúng ta cũng thấy cái sự hồi hộp và cũng như là vui mừng của vị bác sĩ này, và đến nỗi mà ông nói chuyện mà ông cũng bị lúng túng luôn. As also the National Institutes of Hope, and I think hope just went up a notch today by the fact that we are all here. Ông nói cái chữ là National, NIS là National Institute of Health, thì ông nói hôm nay nó là National Institute of Hope. Hope đây là hy vọng. And yet, under the careful care of this remarkable staff, is now here before you. I'd now like to call on Dr. Tony Fauci to come and tell you more about why we're all here. Dr. Fauci. Và ông giới thiệu bác sĩ Fauci là giám đốc của cái bệnh viện này, thưa quý vị. Ông Michael Fauci. Chúng ta nhìn thấy tôi nhìn thấy thoáng Nina Phạm thì cô mặt rất là mạnh mẽ. Probably anticipating, I have some very good and happy news to impart on you right now. Our patient Nina Pham is free of Ebola virus. Thưa quý vị, bác sĩ vừa nói là cô Nina Phạm bây giờ đã hoàn toàn khỏi bệnh Ebola. Determinations of her PCR, she has no virus in her, she feels well, as you will see in a moment, and probably ông cho biết là bây giờ không có trong cơ thể cô không còn cái virus Ebola, nó và cô rất là khỏe. First tell you what a great pleasure and in many respects a privilege it has been for me and the staff here. Ông nói rằng ông rất là vinh dự cho ông cũng như các nhân viên ở tại bệnh viện được chăm sóc cô Nina trong những ngày qua. Opportunity to treat and care for and get to know such an extraordinarily courageous and không lovely. Không những chữa mà còn biết được một con người rất là can đảm là qua cô Nina Phạm. As an individual is extraordinary, but she also represents the nurses and healthcare workers who put themselves on the line. Không những can đảm mà cô còn là một cái đại diện rất là tiêu biểu cho những y tá đã can đảm mà dám hy sinh cái cuộc đời của mình để mà chăm sóc những bệnh viện mà bị bệnh Ebola mà không sợ bị lây nhiễm. I want to have a shout out to a few people and individuals. First, thank you very much to the doctors and nurses. Và sau đó ông cảm ơn những bác sĩ và y tá đã chăm sóc cô Nina Phạm trong những ngày qua. Before they sent her to us. I also want to have ông cảm ơn những vị bác sĩ ở bệnh viện ở Texas ngày trước đã chăm sóc cô trước khi gửi Nina Phạm đến trên bệnh viện ở đây. Who did an extraordinary job in taking care of Nina. And Nina is very sensitive about the role of nurses because she's such a devoted nurse. Ông nói là cô Nina Phạm rất là ý thức về cái vai trò mà người y tá. Và cô là một người rất là ý thức được cái chuyện mà mang cái màu áo của những người y tá đi chăm sóc các bệnh nhân. Và cô là một người, ông nói là một cá nhân rất là xuất sắc. So what we will do is I will have Nina come out, she will read a statement, she will not answer any questions.
Bây giờ cô Nina Phạm sẽ đi ra đọc một cái tuyên bố với mọi người và cô sẽ không có trả lời. Cô trả lời câu hỏi. Và ông chúc cô Nina Phạm sẽ về lại Texas với lại gia đình. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến Nina Phạm, thưa quý khán giả. Good afternoon. I feel fortunate and blessed to be standing here today. Tôi cảm thấy rất được ban ơn Chúa đứng tại đây. But first and foremost, like to thank God, my family and friends. Cảm ơn Thượng Đế, gia đình và bạn bè. I have put my trust in God and my medical team. Và đặc biệt là cảm ơn những người chăm sóc của tôi. Even as I reflect on how many others have not been so fortunate. Cô cho biết mặc dù là cô bị nhiễm Ebola nhưng mà cô cảm thấy cô vẫn may mắn hơn nhiều người khác. From the moment I became ill and was admitted to Texas Health Presbyterian Hospital Dallas, up to today, my discharge from the Clinical Research Center of NIH. I would especially like to thank Dr. Kent Brantley for his selfless act of donating. Cô ngỏ lời cảm ơn các bác sĩ tại bệnh viện Texas cũng như tại National Institute of Health đã chăm sóc cho cô trong những ngày qua. Và cô nói là trên vai trò của người y tá, cô cảm ơn tất cả những y tá đã chăm sóc cho cô. I believe in the power of prayer because I know so many people all over the world have been praying for me. Cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho cô. Tôi nghĩ rằng tôi không thể nào cảm ơn đủ tất cả những người đã chăm sóc và cầu nguyện cho tôi. Và tôi cầu nguyện cho những các bác sĩ và những bệnh nhân khác cũng vướng vào bệnh Ebola. Đặc biệt là người bạn của cô là cô Amber Vinson. Although I no longer have Ebola, I know that it may be a while before I have my strength back. So with gratitude and respect for everyone's concern, I ask for my privacy and for my family's privacy to be respected as I return to Texas. Cô yêu cầu giới truyền thông và công cộng tôn trọng cái quyền riêng tư của cô và gia đình. Và thưa quý vị, chúng ta vừa coi một cái chuyện phải nói là giây phút rất là hy hữu, thưa quý vị. Vâng. Chúng ta được chứng kiến cô Nina Phạm vừa khỏi bệnh Ebola. Và tôi đoán là người đứng bên trái là mẹ của cô và người đứng bên phải là có lẽ là em gái của cô. Và như quý vị thấy, cô cũng nhắc đến những lời cầu nguyện. Và chúng ta biết ngay sau khi biết cô bị bệnh thì cộng đồng Việt Nam ở giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở Fort Worth đã có buổi lễ cầu nguyện cho cô, cũng như cộng đồng Mỹ đã cầu nguyện cho cô. Và chúng ta thấy rằng là theo như cô nói là cô lần đầu tiên cô phải nói là cô tin vào cái sức mạnh của lời cầu nguyện và cô đã được khỏi bệnh ngày hôm nay. Và thưa quý vị, coi như ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay, chương trình SPTN Morning chúng tôi rất là coi như là may mắn được là có cái giây phút rất là đặc biệt, có Nina Phạm xuất hiện ngay trên màn ảnh live của ngày hôm nay. Cái này giống như hồi Đức Giáo Hoàng được bầu, anh em chúng tôi rất cảm ơn phải nói là cái gì bề trên đã có những cái giây phút này đến với quý vị. Và cảm ơn anh Thân cũng như anh Phúc Anh, ban kỹ thuật đã kịp thời đưa cái này vào cho chúng tôi. Xin cảm ơn hai anh rất nhiều. Xin kênh có lời cuối. Vâng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình SPTN Morning sáng ngày hôm nay. Và chúc quý vị một cuối tuần nhiều niềm vui. Và rất tiếc là chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.